Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 169, Toàn Văn Hoàn. Bùi Văn Tuyên, Vương Hậu Mẫn phản ứng lại đầu tiên, quát một tiếng chói tai, người vẫn còn dám tới. Đồ dập làm loạn cũng dám vào cung, Lý Dung lạnh lùng liếc mắt, vì sao hắn lại không dám. Mạnh miệng quá nhỉ, hai người cùng dắt tay nhau ra cổng thành đi. Từ từ đã, Bùi Văn Tuyên giơ tay lên, bảo vệ trước người Lý Dung, chặn binh lính xông lên, vương đại nhân, tại hạ một mình vào thành, đương nhiên là có chuyện thương lược, đại nhân không ngại nghe tại hạ một chút chứ. Thằng nhãi nhà ngươi khua môi múa méo, e là không có lòng tốt. Cố tử thần đi ra từ sau lưng vương hậu mẫn, đang nói dở thì nghe thấy bùi văn tuyên lấy ra một chiếc châm cài tóc từ trong tay áo, cố đại nhân, cố lão phu nhân hỏi ngài, ngày nào trở về nhà đó. Nhìn thấy chiếc châm cài tóc này, sắc mặt cố tử thuần biến đổi hẳn cố tử đạo cũng mất đi khí thế vội la lên ngươi làm gì phu nhân của ta rồi cố thượng thư không cần phải sợ hãi bùi văn tuyên ung dung thu lại châm cài tóc lịch sự cười một tiếng hiện giờ vương phu nhân tô gia chủ đều mang thân quyến nhà các vị tới phủ công chúa làm khách ta đã dặn dò hết các thuộc hạ chiêu đãi thật tốt rồi dĩ nhiên phải trả lễ lại các vị đại nhân chiêu đãi ta và điện hạ thế nào người của phủ công chúa sẽ chiêu đãi bọn họ như thế chắc hẳn chư vị đều là người tuân theo lễ tiết sẽ không quá thiếu sót phụ thân là chỗ ngươi ư tô dung khanh nhìn chằm chằm bùi văn tuyên lạnh nhạt mở miệng bùi văn tuyên cười một tiếng giọng điệu nhẹ nhàng cả nhà ngươi đều ở chỗ ta nói xong hắn lập tức kéo lý dung nghênh ngang đi về phía phúc lai bị trói ở góc tường giơ tay lên dùng một kiếm chém sợi dây trên người phúc lai đỡ ông ta dậy Lúc đỡ ông ta dậy, hắn thấp giọng nhắc một câu, nếu tiêu minh xảy ra xung đột với đại thần, cho người một bên. Hắn nói rất nhanh, giọng rất khẽ, từ góc độ hắn đỡ Phúc Lai, không ai nhận ra được cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Sắc mặt Phúc Lai vẫn không đổi, bùi văn tuyên đỡ người dậy xong, trong giọng nói chứa vài phần ấy náy công công chịu liên lụy rồi. Phúc Lai khẽ mỉm cười, trên mặt không sợ không hãi, đại công tử khách khí rồi. Chư vị, Bùi Văn Tuyên đỡ Phúc Lai dậy, quay đầu nhìn về phía mọi người, ngoài điện gió lạnh tuyết rét, chi bằng vào trong điện nói chuyện nhé. Bùi Văn Tuyên, người bớt nói nhảm đi. Vương Hậu mẫn hạ giọng, có chuyện thì nói, đừng có kéo dài thời gian ở đây nữa. Tiếng công thành ở bên ngoài như đao treo trong lòng mọi người, nó lảo đảo sắp ngã, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong lòng mọi người đều không yên, cũng không quyết được nên tiến hay lùi, quát mắng Bùi Văn Tuyên chẳng qua cũng chỉ là cho bản thân một chút thời gian, nghĩ rõ xem rốt cuộc muốn như thế nào. Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhờ Phúc Lai qua tìm một băng ghế cho Lý Dung, Phúc Lai đáp một tiếng rồi lui xuống. Người ngoài định cản, Bùi Văn Tuyên lại lên tiếng, xem ra chư vị không định đối xử với ta và Điện Hạ thật tốt rồi nhỉ. Bây giờ Điện Hạ đang mang thai, các ngươi còn để nàng đứng như vậy, không muốn nói nữa phải không? Đám người nhất thời cứng đờ, Phúc Lai lui xuống. Đến khi Phúc Lai rời đi, Bùi Văn Tuyên quay đầu, nhìn về phía Vương Hậu Mẫn, thật ra lần này ta tới cũng không phải làm địch với chư vị, mà ngược lại, ta tới giúp chư vị. Giúp, cố tử đạo nhíu mày, lời này của Bùi Đại Nhân nên hiểu như thế nào? Hôm nay chư vị đều ở trên đoạn đầu đài này rồi. Bùi Văn Tuyên giơ tay lên cổ cắt một cái, ta tới đưa một đề xuất cho chư vị đại nhân, ít nhất có thể giữ được toàn thây. Bùi Văn Tuyên, Vương hậu mẫn nhất thời giận dữ, bùi văn tuyên lạnh mặt trong nháy mắt, cao giọng mắng to, một đám loạn thần tặc từ sâu mọt của quốc gia, chống đối, thẹn với quân, thẹn với dân. Lúc này đại quân của Thái tử Điện Hạ vào thành, nếu bọn ngươi bó tay chịu trói thì còn một đường sống, nếu không thì bọn ngươi chịu san bằng cửu tộc, cũng khó mà tiêu tan tội. Bắt hắn lại, Tô Dung Khanh giơ tay lên, lạnh lùng nói, binh lính xông lên trước, bùi văn tuyên rút ra một cây pháo hoa từ trước ngực, chỉ đám người quát to ta xem ai dám. Dùng thứ này làm tin, nếu hôm nay ta và Điện Hạ vùi thây nơi này, đôi mắt bùi văn tuyên lạnh lẽo nhìn đám người, ba tộc các ngươi cũng chôn theo ta. Sắc mặt của ba tộc nơi này hết sức khó coi nhưng những thế gia khác rời khỏi thành từ sớm đã mặc kệ chuyện này, thôi bân cất bước tiến lên, vội kêu lên, các vị đại nhân, hiện giờ Thái tử Điện Hạ đã công thành, coi như rất là dứt nếu là lòng giả đàn bà, không ai chắc chắn được. Mau chói hai người này lại, tìm được bệ hạ lấy được di chiếu, mau ra khỏi cung mới đúng. Đến lúc đó giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, các gia tộc chúng ta tụ lại đầy đủ, nổi loạn lần nữa cũng không muộn. Đang lúc nói chuyện, một thị vệ chạy về, cúi đầu nói mấy câu với Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh nghe, mi tâm giãn ra, quay đầu nhìn về phía Thôi Bân, Thôi Đại Nhân không cần lo lắng, Thái tử Công Thành cũng không có đại quân cứu viện, chẳng qua là một đám quân mệt mỏi dã rời, đội ngũ chưa tới nỏ mạnh hết đà mà thôi. Đám người chố mắt nhìn nhau, Tô Dung Khanh dương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên, đừng làm chuyện vô dụng nữa, bó tay chịu trói đi. Tô Dung Khanh, Bùi Văn Tuyên nhìn hắn chầm chầm, người đúng là hồ đồ ngu xuẩn. Rõ ràng có đường thì ngươi không chọn, nhất quyết phải đi đường chết. Chọn, Tô Dung Khanh nghe hắn nói như vậy, thấp giọng cười, ta từng có đường để lựa chọn sao. Ta sinh ra chính là thiếu gia chủ của Tô Gia, ta sinh ra đã đi trên con đường này rồi, người bảo ta chọn như thế nào? Vậy ta cho ngươi chọn. Bùi Văn Tuyên bình tĩnh mở miệng, hắn quay đầu nhìn về đám người, chư vị, nói trắng ra, lý do hôm nay thái tử rời khỏi cung trước giờ, lý do ta mai phục trong thành trói tộc nhân của chư vị, thật ra là vì có người mật báo, báo trước kế hoạch của quý vị cho ta biết. Ai? Vương hậu mẫn nhíu mày, Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, giơ tay lên, chỉ về phía tô dung khanh chính là đại công tử của tô thị nhà hắn tô dung hoa các vị tô thị vốn không muốn tham dự vào chuyện này tô thị là gia tộc cao quý bậc nào mấy trăm năm chưa từng tham dự vào tranh chấp với hoàng thất chư vị cho là tô dung khanh đại diện cho lập trường của tô ra sao không trước giờ chưa từng phải bắt hắn lại tô dung khanh hét lớn tiếng chỉ có điều lần này vương hậu mẫn đã ngăn lại từ từ đã nói xong Vương Hậu Mẫn nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, người nói tiếp đi. Tô Dung Khanh đầu độc Tô Tương lấy được lệnh gia chủ, Tô Đại Công Tử chạy trốn cả đêm, đã sớm chạy tới thiên thủ quan, thuyết phục Tô Tướng quân trợ giúp Thái Tử Thanh Lý loạn tạc để bày tỏ sự trung thành. Hôm nay phản bội, các vị đi theo Tô Dung Khanh chạy liên tục tới đây phản động thì có lợi ích gì? Tô Thị chỉ có một người Tô Dung Khanh hắn là phản bội, các vị nghe lời hắn góp toàn tộc vào có ích sao? Trái lại chẳng cả nghe tại hạ một câu, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đầu hàng cố tử đạo nghe câu này không nhịn được hỏi vặn lại một câu đầu hàng thế nào rút khỏi công thành sao Chư vị mưu đồ phản nghịch chỉ cần rút khỏi công thành là khỏi bị xử phạt chẳng phải thiên hạ sẽ rối rít noi theo ư vậy ngươi muốn gì cố tử đạo nhíu mày bùi văn tuyên khẽ cười đóng thuế đi trước kia nhu phi nương nương đề xuất chính lệnh đúng là tâm nguyện của bệ hạ chư vị không ngại theo ý của bệ hạ, đóng thuế tiến cống, đổi đề cử chế độ khoa cử coi như cho bệ hạ một bậc thang, không cần phải xử trí các vị. Cứ như vậy, há chẳng phải là tất cả đều vui mừng sao? Người ở đó không ai nói lời nào, một lát sau, vương hậu mẫn bật cười, quay đầu nhìn về phía tô dung khanh ở một bên, tô thị lang, trước người vẫn luôn nói, nhu phi nương nương bị thái tử và bùi văn tuyên thả bẫy lừa gạt, trong lòng lão hồ từ đầu tới cuối có chút nghi ngờ. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn là ánh mắt Tô thị lang cay độc, suy tính trước sau rồi. Thế ra ta lập thân cả ngàn vạn năm. Vương Hậu Mẫn nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, "Bùi Văn Tuyên, ta sợ là ngươi quên rồi, Lý thị." Vương Hậu Mẫn hạ thấp giọng nói, "Vốn không phải thiên tử." Vậy ý của Vương đại nhân là, Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, "Con đường này, các ngươi không chọn ư? Nếu chọn, Cố Tử Đạo giơ tay vuốt sâu, bọn ta cũng sẽ không ở đây." Có điều Bùi Đại Nhân nói cũng có phần đúng. Cố tử đạo quay đầu nhìn về phía Tô Dung Khanh, Tô Đại Nhân, rốt cuộc Tô thì có lập trường gì, mong rằng Tô Đại Nhân tỏ rõ thái độ nhỉ. Tô Dung Khanh nghe cố tử đạo nói đã biết được ý của bọn họ. Bọn họ kiên định ngoài mặt, chẳng qua cũng chỉ là làm bộ cho Bùi Văn Tuyên xem thôi. Lời Bùi Văn Tuyên nói, cuối cùng vẫn chạm vào tim bọn họ. Ai cũng không ngốc, Lý Xuyên chạy tới đúng lúc như vậy, đến nay Lý Minh chưa chết, thế cuộc này, nếu quân của tô gia không tới vậy thì chính là cái chết cuối cùng cũng chỉ cầm một cái di chiếu giữ lại một người hay giữ một nhóm người cũng không khác nhau cái bọn họ cần là tô dung khanh tỏ thái độ tô dung khanh cúi đầu cười một tiếng các vị đại nhân gia nhìn tình huống cung thành một chút trước đi đã ta ở lại đây chờ đến khi lấy được di chiếu sẽ gặp mặt mọi người vậy tốt quá rồi những người khác nghe thấy lời này bèn yên lòng bọn họ xuất cung trước dù sau đó xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng có một con đường sống. Sau khi nói xong, mọi người đã vội vã chạy ra ngoài. Tô Dung Khanh quay đầu lại, nhìn Bùi Văn Tuyên đứng chắn trước Lý Dung, hai người lặng lặng đối mắt trong chốc lát, Tô Dung Khanh nói với giọng bình tĩnh, ta biết ngươi sẽ không đốt pháo hoa trong tay. Ồ, ngươi không phải loại người như vậy. Vậy ngươi nhìn nhầm rồi, ánh mắt Bùi Văn Tuyên toát ra vẻ lạnh lẽo, vì điện hạ, chuyện gì ta cũng có thể làm được người có người nhà ta cũng có tô dung khanh không nói gì trong ánh mắt hắn nhìn bùi văn tuyên mang theo chút hâm mộ lại thoáng chút khổ sở hy vọng ngươi nói lời giữ lời vậy ngươi cứ thử xem người đâu bắt bọn họ lại tô dung khanh hạ lệnh thị vệ không kiêng rè nữa vọt về phía hai người bùi văn tuyên nhìn tình hình vội vàng giao pháo hoa vào tay cho lý dung ngay trước khoảnh khắc kiếm chém xuống bên người, đẩy Lý Dung vào trong đại điện. Lý Dung chưa kịp phản ứng đã thấy cửa đóng lại rầm rầm, nghe theo lời bùi văn tuyên quát to đóng kín cửa. Khi kiếm chém tới cửa, nàng vội vàng vỗ vào cửa, lớn tiếng quát mắng, tô dung khanh, dừng tay. Binh mã tô gia ngươi sẽ không tới, chỉ dựa vào đội ngũ nội cung 10.000 và 10.000 người vương gia của các ngươi không thắng được đâu. Quân đội tô gia có thể tới hay không, bọn họ không biết nhưng ngươi cũng không biết sao. Giờ ngươi mau dừng tay, ta cam đoan giữ mạng cho ngươi. Điện hạ, Tô Dung Khanh nhìn Bùi Văn Tuyên cảnh giữ trước cửa cung, dẫn theo số binh mã và người chém giết ít ỏi, nói rất hờ hững, chỉ cần ngài thay đổi chế độ xã hội, thiên hạ này sẽ có thêm hàng nghìn hàng vạn Dung Khanh. Ta chỉ cần lấy được di chiếu là có thể một lần nữa hợp lại được thế gia. Điện hạ quá ngây thơ, đừng có cuốn vào tranh chấp, làm tổn thương bản thân sau khi nói xong tô dung khanh lập tức rời khỏi đó lý dung nghe hắn nói vậy không nhịn được tiếp tục gào thét ta ngăn cản thay đổi chế độ xã hội là vì ổn định giang sơn tránh chiến loạn nếu bây giờ ngươi mang di chiếu ra ngoài chiến loạn đại hạ sẽ không ngừng nghe nàng nói vậy tô dung khanh dừng bước hắn đưa lưng về phía lý dung vẻ mặt có phần thàng thốt vậy điện hạ vẫn muốn thay đổi sao lý dung ngẩn người trong tiếng sát phạt giọng nói của Tô Dung Khanh rõ ràng đến lạ thường, điện hạ, chỉ cần người không thay đổi chế độ xã hội, di chiếu sẽ không bao giờ lộ ra thế gian. Nói xong, Tô Dung Khanh lại cất bước đi về phía trước, Lý Dung không nhịn được giống to, Tô Dung Khanh, người có nhận thức được ngươi đang làm gì không? Người mới là gốc rễ họa loạn của bách tính đại hạ, người mới là đại ác của xã hội này. Người không thừa nhận là vì ngươi không có cách nào đối mặt, nhưng người vẫn có thể quay đầu mà quá khứ là chuyện đã qua sống lại là sinh mạng mới tô dung khanh tại sao ngươi cứ nhất định phải sống trong quá khứ không chịu ra ngoài giờ đã là thế giới mới rồi ta là lý dung mới giọng lý dung có chút nghẹn ngào tại sao ngươi không thể làm mới tô dung khanh chứ vứt bỏ đi những lời dạy dỗ của thế gia vứt bỏ đi những nhận thức của quá khứ vứt bỏ đi tín ngưỡng và những điều cố chấp tạo nên một tô dung khanh mới tại sao không thể chứ lý dung không hiểu mà tô dung khanh đi trên hành lang dài hắn nghe từng câu lý dung nói bắc thịt trên người khẽ run rẩy nhưng hắn ép buộc chính mình không được quay đầu lại hắn không còn đường hắn không thể quay đầu tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục lý dung ngồi trên sàn đá cầm thạch màu đen nghe tiếng chém giết từ bên ngoài nàng đưa tay lên che bụng mình nàng dùng sức mạnh của sinh mệnh này hấp thu lấy sự tỉnh táo và bền bỉ đợi một lát nữa thôi bùi văn tuyên không sao cả hắn sẽ sống sẽ sống khỏe mạnh tay lý dung liên tục run lẩy bẩy lần đầu tiên nàng ý thức được sự vô lực và sợ hãi sâu sắc như vậy nàng không sợ hãi cái chết không sợ mất đi thứ duy nhất khiến nàng sợ chính là kết cục sinh mạng của một người khác nàng nghe tiếng đao kiếm vông lại chém nghe tiếng chém giết bên ngoài người nàng phảng phất như bị người khác ấn trong nước chìm xuống vực sâu vô tận mà lúc này đám vương hậu mẫn đã đến trước cửa cung Tiêu Càn thấy bọn họ cùng đi ra, không nhịn được nhíu mày, chư vị đại nhân định làm cái gì đây? Tiêu tướng quân, đám vương hậu mẫn cười một tiếng, bây giờ chỉ còn mỗi di chiếu là chưa lấy, bọn ta về phủ xem tình hình người trong nhà trước, đợi khi tô đại nhân lấy được di chiếu, chúng ta lại gặp lại. Tiêu Càn nghe vương hậu mẫn nói, hắn nhìn chằm chằm ông ta, bên ngoài là tiếng công thành kêu rung trời, ánh mắt hắn tràn ra sự lạnh lẽo, không phải các ngươi sẽ mặc kệ nhị tỷ của ta mà chạy đó chứ. Nghe tiêu càn nói, sắc mặt vương hậu mẫn lập tức khó coi, người nói gì vậy? Bọn ta cúc cung tận tụy vì nhu phi nương nương, còn chưa đủ thành tâm hay sao? Nếu thành tâm, vậy thì phải đồng sinh cộng tử với tiêu thì ta mới phải. Ý của tiêu đại nhân, cố tử đạo lạnh lùng nói, là định nhốt bọn ta trong cung, cột chung một chỗ với nhu phi nương nương ư. Đúng vậy, tiêu càn gật đầu, không hề giấu giếm, thị vệ sau lưng đại thần lập tức rút kiếm, người của tiêu càn cũng rút kiếm ra đối mặt hai bên gươm tuốt vỏ nỏ dương dây tiêu càn nói thẳng hôm nay nếu các người muốn ra ngoài chỉ có hai cách còn sống đi theo tiêu thị ta ra ngoài hoặc là nằm ngang đi ra mong rằng các vị đại nhân đừng có phụ lòng tốt của người khác tiêu thị vốn là hàn tộc người thế gia nào có chịu để bọn họ nhục nhã như vậy vương hậu mẫn cười diễu một tiếng phất tay lên nói xông lên ta cũng không tin hắn thật sự dám giết ai ngươi dám, tiêu càn nghe vương hậu mẫn diễu cợt như vậy cũng rút kiếm trong nháy mắt, ngươi thử tiến lên chút nữa xem. vương hậu mẫn mặc kệ, dẫn người đi thẳng lên, mà cũng chính lúc này, phía sau truyền tới tiếng thét chói tai, cũng không biết là ai ra tay trước mà đã thấy máu văng đầy đất, giết người rồi, có người giật mình, hét lớn tiếng, sắc mặt tiêu càn biến đổi, những người khác ở đây cũng thoáng kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng lại trong chớp mắt, giết. Vương hậu mẫn sợ hãi hét lớn, trong lúc nhất thời, mọi người không biết tại sao đột nhiên bắt đầu đánh nhau. Này, Bùi Văn Tuyên nhìn đội hình loạn cao cao đằng xa, hắn hô một tiếng với đám binh lính đang muốn chém giết mình, chủ nhân của các ngươi xảy ra chuyện, còn không đi hỗ trợ à. Tiếng quát này của Bùi Văn Tuyên dọa cả đám người, ngoại trừ người của Tô Thị Vốn là binh lính bên ngoài, những người khác sau một thoáng do dự ngắn ngủi đã xoay người sông về phía cửa cung lúc trước cửa cung giết nhau loạn xả, cuối cùng Hoa Kinh cũng bị công phá hoàn toàn, Lý Xuyên dẫn người xông thẳng về phía trước, thượng quan nhã đứng ở ngoài thành, vừa đánh trống vừa nhìn binh mã của Lý Xuyên biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, một lá cờ quân đội có một mặt theo chữ vương hiện ra từ đằng xa. Đối phương có không ít người tới, từ trên núi xuống cuốn theo tiếng ầm ầm. Nhìn lá cờ đầu bên kia, thị vệ vội vàng khuyên can thượng quan nhã, thượng quan đại nhân, viện quân của vương gia đã đến, Chúng ta mau chóng rút lui trước thôi. Không được. Ánh mắt Thượng quan Nhã không di chuyển, nhìn quân đội đằng xa, nàng ấy đứng trong chiến xa, cuối cùng hạ tay xuống chống trận, giơ tay lên rút trường kiếm, nhìn hướng quân đội này chạy tới, hét to một tiếng, người nào lùi lại sẽ bị chém, nghênh chiến. Thượng quan Nhã không lùi, binh lính đã chém lương thảo từ sớm không còn đường lui cũng không dám lùi. Hơn 10.000 binh lính nhanh chóng xông tới 2.000 quân trước cổng thành. Trong buổi sáng sớm, khói bụi tung bay, mặt đất rung chuyển, tim thượng quan nhã đập rất nhanh, mắt thấy quân đội càng lúc càng gần, tay nàng ấy vô thức run rẩy. Nàng ấy luôn được dạy dỗ phải sống vì gia tộc, lần đầu tiên trong đời người, nàng ấy cảm thấy số mệnh đang nằm trong tay mình. Dù thứ nàng ấy lựa chọn là đi chết chứ không phải tiến về sự sống. Nhưng đến khoảnh khắc này, nàng ấy không hề cảm thấy có chút hối hận nào. Thậm chí có loại hả hê khó diễn tả được thế gian này có tự do và tôn nghiêm cao xa hơn cả sinh mệnh. Hơi thở càng lúc càng dồn rập, lúc hai bên chạm trán nhau chỉ còn vẻn vẹn chừng mười trượng, nàng ấy đột nhiên nghe thấy trong đám người truyền tới một tiếng hô to, còn nữa. Còn quân đội nữa. Thượng quan nhã bỗng nhiên quay đầu, thấy cờ có chữ tô bay sau đỉnh núi, thanh niên cả đời ngọc sắc hoa phục sao, tay cầm trường kiếm, ngựa treo cung cong, mang theo ánh ban mai, xông về phía chiến trường sao từ ghép của ngọc sắc ý chỉ đẹp đẽ, hoa phục trang phục hoa lệ. Thượng quan nhã bật cười, cũng chính giờ phút này, người bên cạnh kêu một tiếng, cẩn thận. Vừa dứt lời, nàng ấy đã bị người khác đẩy ra, hai quân đụng nhau trong nháy mắt, thượng quan nhã lăn dưới đất, liều mạng vung chém trường kiếm, chạy về phía thanh niên đang cưỡi ngựa sông tới. Mà rõ ràng là đối phương cũng nhìn thấy thượng quan nhã, đi thẳng xuyên qua đám người, xông về phía nàng ấy thượng quan nhã chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như vậy, nàng ấy hô to tên của đối phương trong đám người, tô dung hoa. Búi tóc của thượng quan nhã lỏng lẻo vì bị sức qua do tránh khỏi binh khí, trong không khí sát phạt vây quanh, nàng ấy cứ thế xông tới mà không chút trần trừ nào. Mắt thấy người đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho đến thời khắc sau cùng, hắn chia tay ra về phía nàng. Thượng quan nhã ngước mắt nhìn thanh niên, nhanh chóng đưa tay ra. Khoảnh khắc hắn nắm lấy tay nàng, phảng phất như tâm nguyện truyền qua hai kiếp, cuối cùng cũng đạt được vào lúc này. Tô Dung Hoa lập tức kéo nàng ấy một cái, Thượng Quan Nhã còn chưa nói chuyện đã nghe hắn nhanh chóng phi ngựa về hướng Thành Hoa Kinh, vừa an ủi nàng, "Đừng lo, ta đã nói rõ với Đường huynh. Ta mang binh tới tiếp viện, huynh ấy thông báo cho gia tộc để tần lâm qua." "Các ngươi," Thượng Quan Nhã vừa mở miệng, giọng nói cũng lộ ra sự run rẩy. Nàng ấy thoáng gượng lại mới bình tĩnh được, quyết định xong rồi ư? Tô Dung Hoa không lên tiếng, hắn ôm chặt nàng, dẫn binh lính xông vào Hoa Kinh, lúc phi ngựa chạy trên ngự đạo sao? Hắn nhìn thấy Hoa Kinh mà mình quen thuộc này, chậm rãi nói, "Xong rồi." "Sao ngự đạo, đường chuyên dành cho hoàng đế? Ta sẽ xin chỉ với điện hạ, đưa Tô thị trở về quê nhà, tất cả đất đai nhân khẩu đều nộp thuế phu giống như người bình thường, dùng để đổi lấy tính mạng của Dung Khanh." Thượng quan nhã nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ lạ, nàng ấy nằm trong lòng tô dung hoa, ngẩng đầu lên nhìn hắn, sự nghiêm túc hiếm hoi trên người thanh niên khiến hắn lộ ra mấy phần rắn giỏi chưa từng có trước kia. Đến bây giờ, giọng thượng quan nhã rất khẽ, người vẫn muốn cứu tô dung khanh sao? Không cứu hắn, tô thì các ngươi vẫn được coi là công thần. Tất cả mọi người trong thế gian này đều có thể mặc kệ dung khanh. Tô dung hoa nghe vậy, trả lời với giọng điệu bình tĩnh, chỉ có ta là không thể công thần hay không công thần cũng không sao, điều đáng tiếc duy nhất chính là. Tô Dung Hoa khẽ dừng lại, thật lâu sau, dường như hắn mới điều chỉnh được cảm xúc, cố tỏ vẻ không sao mà cười lên, với thân phận như vậy, e là không thể cầu hôn thượng quan tiểu thư được rồi. Thượng quan nhã không lên tiếng, nàng chỉ nhìn chăm chú Tô Dung Hoa. Nụ cười không tới đáy mắt. Vị quý công tử chỉ hỏi chuyện gió trăng của hoa kinh kia, cuối cùng cũng không còn thấy nữa chờ đợi là chuyện dài nhất đời người. Nhất là chờ đợi trong bất lực. Lý Dung cũng không rõ mình đã đợi bao lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng hò giết to lớn từ cửa truyền tới, rồi một lúc lâu sau đó tiếng động bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại. Cửa mở ra rầm rầm, nàng nhìn thấy Bùi Văn Tuyên đứng ở cửa nguyên vẹn không sức mẻ. Hắn đứng sau Lý Xuyên, Tuân Xuyên và đội quân cứu viện. Bùi Văn Tuyên thấy nàng bình tĩnh đứng ở đại điện, không nhịn được cười lên, đang định mở miệng thì thấy Lý Dung đột nhiên nhào về phía mình, ôm siết lấy hắn. Đây là lần đầu tiên, trước mặt hắn, nàng tỏ vẻ yếu ớt như vậy. Cùng với cái ôm này, cảm giác có một bức tường chắn lặng lẽ sụp đổ rầm rầm, Bùi Văn Tuyên cúi đầu nhìn Lý Dung, hắn ra sức kiềm chế cảm xúc, giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thủ thị nói, nàng qua chỗ an toàn nghỉ ngơi trước, ta đi tìm Tô Dung Khanh. Ta cũng đi lý dung biết giờ phút này không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện thật ra chỉ cần bùi văn tuyên còn sống tất cả đã là tốt rồi nàng buông bùi văn tuyên ra ngẩng đầu nhìn lý xuyên và tuân xuyên không kiềm được nói lận phi bạch đâu dẫn binh đi cứu giá nội cung trước rồi tần lâm thì sao lý dung cất bước nhanh đi thẳng về phía nội cung quay đầu hỏi về phía tuân xuyên tuân xuyên hạ thấp giọng nói tần tướng quân bị thương nhẹ nhưng cũng không đáng lo giờ này đang giao đấu với trần quân của Tô Thị, đặc phái thuộc hạ dẫn 10.000 binh mã trèo qua tuyết sơn tới trước. Tuần Xuyên dùng mấy câu nói để nói rõ ràng tình hình, Lý Dung gật đầu một cái, chỉ nói cực khổ rồi. Vì điện hạ, Tuần Xuyên dương mắt nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn chân thành, không khổ. Khi Lý Dung dẫn mọi người nhanh chóng đi tới nội cung, bên trong tầm cung, Nhu Phi đè Lý Minh lên bàn, Ngọc Tỷ ở đâu? Lý Minh không nói lời nào, ông ta nhắm mắt lại, Tô Dung Khanh và Hoa Nhạc lục soát khắp nơi, Tô Dung Khanh cũng bắt đầu có phần nôn nóng. Hắn phải tìm được Ngọc Tỷ, hắn nhất định phải tìm được Ngọc Tỷ. Bên ngoài truyền tới tiếng chém giết, Tô Dung Khanh nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhu Phi, người của Lý Xuyên tới, nhanh lên. Nhu Phi nghe thấy, cắn răng đáp lại, kề vào cổ Lý Minh, không phải ngươi nói phải truyền ngôi vị hoàng đế lại cho thành nhi sao? Không phải ngươi nói yêu ta sao? Ngọc tỷ đâu, lấy ra. Vị trí của chấm, vẻ mặt Lý Minh cực kỳ hờ hững, ta có thể cho, ngươi không thể đòi. Nhìn thái độ của Lý Minh, cho dù đến thời khắc này, ông ta vẫn còn giữ vẻ cao cao tại thượng như vậy, Nhu Phi không kiềm được nhíu mày, trong lòng ngươi, ta cũng vậy, Thành Nhi cũng thế mà hoa nhạc cũng như vậy, hoàn toàn không là gì cả. Lý Minh nâng đôi mắt đục ngầu, lạnh lùng nhìn bà ta, chúng ta đê tiện, hèn mọn, cùng lắm cũng chỉ là trò vui tốn hết tâm tư và sức lực để ngươi yêu thích. Người chán ghét thế ra cao cao tại thượng nhưng từ đáy lòng ngươi, yêu cũng là sự cao cao tại thượng kia. Ngươi câm miệng. Lý Minh nghe bà ta nói vậy, gương mặt lập tức lộ vẻ tức giận, ngươi đã làm những chuyện này rồi còn muốn ngôi vị hoàng đế của chậm ư. Ngươi nằm mơ đi. Nằm mơ, Nhu Phi cười lên, đúng, ta nằm mơ, ta nằm mơ đã rất nhiều năm rồi. Nhu Phi nói xong, giơ tay chém xuống, một đao chém xuống ngón tay Lý Minh. Lý Minh đau đớn kêu thành tiếng, tiện nhân. Nghe tiếng kêu của Lý Minh, Nhu Phi đột nhiên có cảm giác hả hê khó tả, trong lúc nhất thời, bà ta bỗng cảm thấy, có ngọc tỷ hay không cũng không sao cả. Dù gì cũng là cùng đường bí lối rồi. Giờ phút này, cái bà ta quan tâm chính là dẫm Lý Minh ở dưới chân. Ngồi vị trí tôn, người mà ai ai cũng phải cúi đầu, đang bị bà ta lăng nhục hành vi giống như vậy là có thể vá lại những lúc khuất nhục khi bị người khác khinh bỉ, bị người khác giễu cợt, bị người khác giẫm dưới chân. Ngọc tỷ, bà ta giơ tay lên khoét một miếng thịt trên lưng Lý Minh, Lý Minh chửi rủa. Tiêu Nhu vừa khoét, vừa vô thức rơi lệ, kêu hết lần này tới lần khác, Ngọc tỷ, đưa Ngọc tỷ cho ta. Thành Nhi phải lên ngôi, ta phải làm thái hậu. Hoa Nhạc phải làm trường công chúa tiêu thị ta phải trở thành quý tộc đứng đầu đại hạ này. Ngọc tỷ, đưa ngọc tỷ cho ta đi. Ở chỗ kia, cuối cùng Lý Minh không chịu đựng được nữa, gào lên chỉ một cái ô trên sàn nhà, đừng đụng vào ta nữa. Ông ta vội vàng thờ hồn hền, ngọc tỷ ở chỗ kia. Nghe lời này, Tô Dung Khanh vội vàng tiến lên, theo hướng Lý Minh chỉ mà gỡ sàn nhà ra thì thấy một chiếc hộp ngọc để ở bên trong. Tô Dung Khanh vội vàng lấy hộp ngọc ra, cầm ngọc tỷ từ bên trong ra, lấy di chiếu trong ngực ra ấn ngọc tỷ xuống. Cũng chính lúc ấn xuống đó, cửa bị đẩy ra rầm rầm. Lý Dung dẫn mọi người nhanh chóng bước vào, Tô Dung Khanh nắm lấy di chiếu, quay đầu lập tức chạy về phía cửa sổ. Bùi Văn Tuyên phản ứng nhanh nhất, nói ta đuổi theo. Nói xong, Bùi Văn Tuyên cũng theo Tô Dung Khanh biến mất ở cửa sổ. Tô Dung Khanh vừa đi kéo theo một nhóm người lớn, Lý Dung ngẩng đầu lên thì đã thấy Lý Minh ngồi trên ghế, nhu phi dùng lưỡi kiếm sắc bén để trên cổ lý minh hoa nhạc đứng bên cạnh bà ta cơ thể hơi run rẩy để bọn ta đi nhu phi bình tĩnh mở miệng vẻ mặt lý dung bình tĩnh nàng phất phất tay tuân xuyên đáp lại một tiếng rồi dẫn người lui xuống trong phòng chỉ còn lại lý dung và lý xuyên lý xuyên kéo băng ghế để lý dung mùi xuống rồi sau đó đứng sau lưng nàng không lên tiếng lý dung tao nhã ngồi tại chỗ cười nhìn nhu phi Nhu Phi nắm tóc Lý Minh, thấy Lý Dung như vậy, không nén nổi chút sợ hãi. Lý Dung cười một tiếng, khẽ nâng tay, "Ra tay đi." "Lý Dung," Nhu Phi cắn răng, "Đây là phụ thân ngươi." "Phụ thân?" Lý Dung cúi đầu bật cười, "Đây cũng là phụ thân của Hoa Nhạc, trượng phu của bà, sao có thể chỉ là phụ thân của ta?" "Bà ra tay thì có liên quan gì đến ta chứ?" "Từ nhỏ, nhi tử ông ta sủng ái nhất là Lý Thành, nữ nhi yêu nhất là Hoa Nhạc." Nữ nhân yêu thật lòng là bà. Bây giờ bà muốn giết ông ta, lại nói với ta rằng đây là phụ thân của ta, bảo ta cho mấy người đi ư? Lý Dung cảm thấy buồn cười, bà cảm thấy ta yếu đuối dễ bắt nạt, hay là ngu muội rốt nát. Bà muốn ra tay thì nhanh lên chút, bà cả lên cổ ngài ấy ở đây, ta sẽ tranh thủ thời gian thật mau để xuyên nhi lên ngôi. Đối với phần công lao này của bà, ta sẽ giữ toàn thay cho. Mẫu thân nghe nàng nói như vậy hoa nhạc nhất thời luống cuống nàng ta nhìn tiêu nhu rồi lại nhìn lý dung rồi sau đó không biết làm sao nàng ta đột nhiên quỳ xuống điện hạ giọng nàng ta run rẩy trong mắt chỉ còn sự van xin van xin ngài nhìn vào việc ta cũng là huyết mạch của lý thị tha cho ta ta là muội muội của ngài hôm nay ngài thả ra ta bảo đảm sau này ta sẽ không tranh giành với ngài nữa ta vĩnh viễn là muội muội trung thành nhất hiếu kính nhất nghe lời nhất của ngài. Trước đây ta sai rồi. Hoa nhạc nói rồi quỳ lết qua chỗ Lý Dung, ngài tha cho ta, van xin ngài, tha thứ. Còn chưa dứt lời, kiếm cạch một tiếng đã rơi trước mặt hoa nhạc, nàng ta ngẩn người, ngơ ngác ngừng đầu lên thì thấy Lý Xuyên lạnh lùng nhìn mình, cách xa tỉ của ta ra chút. Nghe hắn nói như thế, Nhu Phi đột nhiên mỉm cười, còn đó, bà ta gọi hoa nhạc, nhìn rõ chưa, xin tha không có kết quả đâu, người như chúng ta, cả đời không thể cầu xin tha thứ. Nói xong, bà ta buông Lý Minh ra, đi về phía hoa nhạc, dường như bà ta muốn đi đỡ hoa nhạc nhưng ánh mắt người này vẫn nhìn Lý Dung chằm chằm. Người nói xem ta nói có đúng hay không, thật ra ngươi nên để ý tới ông ta. Ông ta không yêu ta, cũng không yêu Thành Nhi, càng không thương hoa nhạc. Ở trong cung đình, bọn ta chính là vết nhơ, bùn loãng trong mắt ông ta. Chỉ là ông ta cần bọn ta, lợi dụng bọn ta trước giờ ông ta chưa từng nghĩ ta sẽ giúp sửa tháp Bắc Yến. Ông ta chưa từng cho ta một sự tôn trọng nào. Cũng chưa từng kiềm chế tính tình trước mặt ta, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Nhu Phi đứng trước mặt Lý Dung, bà ta nhìn Lý Dung, chậm rãi cười lên, ta nhìn ông ta cả đời, chờ ông ta cả đời, yêu ông ta cả đời. Nhưng ông ta vẫn không thèm để ý tới ta, cũng chỉ vì ta xuất thân ti tiện, ta là nô tài mà mẫu thân ngươi xuất thân quý tộc nhà cao cửa rộng, từ nhỏ trong người bà ta đã chảy dòng máu thượng quan thị, bà ta vĩnh viễn không phạm sai lầm, bà ta luôn được tôn kính. Nhưng vì sao chứ? Nhu Phi nhìn chầm chầm Lý Dung, vì sao chứ? Các ngươi sinh ra đã là người đứng trên người khác. Còn ta, sinh ra đã bị dẫm dưới bùn. Đời này có công bằng ư? Không công bằng. Lý Dung quyết đoán mở miệng, Nhu Phi ngẩn người, nàng nói rất nhẹ nhàng cho nên, bà nên tranh chẳng qua đó không phải lý do hợp lý để có thể làm chuyện ác không kiêng nề gì cả. Ta đồng cảm với bà, Lý Dung lặng lặng nhìn kỹ bà ta, nhưng không thể ủng hộ bà. Đồng cảm với ta, Nhu Phi nghe nàng nói vậy, không kìm được bật cười, cũng đúng, những người như các ngươi hẳn là nên đồng cảm với ta, ta nên cảm tạ đàng hoàng, phần điện hạ cho này. Nhu Phi nói xong, nâng mắt lên, mắt thoát ra ý lạnh, lúc bà ta nói đồng thời bước về phía trước một bước, đâm đoàn kiếm trong tay qua. Chính khoảnh khắc đó, mũi tên bắn qua cửa sổ thoát cái xuyên qua đầu Nhu Phi. Máu Nhu Phi bê ắn ra trên người hoa nhạc, văng cả trên người Lý Dung. Mặt Lý Dung không biến sắc, thấy Nhu Phi ngã trên mặt đất, mà hoa nhạc sau chút sướng sờ ngắn ngủi bỗng thét một tiếng chói tai. Nàng ta điên cuồng kêu gào, lùi lại một bước khỏi vũng máu, sau đó điên điên khùng khùng sộc tới trước cửa, mở cửa rồi lập tức xông ra ngoài một lát sau tiếng kêu thúc thích sợ hãi im bặt lý dung nhìn nhu phi ngã trên đất cảm giác như máu của bà ta thấm vào đế dày nàng nàng nhìn thật lâu rồi mới khẽ khàng mở miệng mong là kiếp sau bà sẽ sinh ra ở một thế giới tốt hơn một thế giới không hỏi xuất thân không hỏi huyết thống dù là nam hay nữ ai ai cũng được tôn trọng có thể trải qua sự cố gắng phấn đấu để sống một cuộc đời tốt hơn lý dung nói xong rồi nâng mắt nhìn Nhìn về phía Lý Minh ở đối diện, lòng bảo trên người ông ta đã nhúm máu, phụ thân và nữ nhi đối mặt trong yên lặng. Lúc lâu sau, Lý Minh yếu ớt mở miệng, "Không giết chấm sao?" Lý Dung nghĩ nghĩ rồi đứng lên, "Quay đầu đi, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta gọi thái y tới." "Vì sao không giết chấm?" Lý Dung làm như không quan tâm quay người, ông ta không nhịn được gầm nhẹ, Lý Xuyên quay đầu, thấy nàng đứng ở cửa. Ánh mắt dừng lại trên người hoa nhạc ngã trên tuyết, nàng lại nhìn thật lâu, nhẹ nhàng nói, tội ngài không đáng chết. Ngài không phải phụ thân tốt, cũng không phải một vị quân chủ ra dáng, nếu là trước đây, ta sẽ nghĩ đến việc giết ngài nhưng có một người dạy ta, nhớ kỹ điểm tốt của một người quan trọng hơn nhớ kỹ điểm xấu của người đó. Luôn nhớ kỹ cái ác, lâu dần sẽ không nhớ được bản thiện của chính mình nữa. Nói xong, Lý Dung dương mắt, hít sâu một hơi, hơn nữa ngài cũng không cần ta phải ra tay nhỉ. Phụ hoàng, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lý Dung nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đến khi ra khỏi cửa rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Tuân Xuyên ở bên cạnh Bùi Văn Tuyên đâu. Nghe nói ở cung vị ương. Người trông ở đây cùng với Xuyên Nhi, đừng rời khỏi đệ ấy nửa bước. Lý Dung dặn dò xong bèn cất bước đi ra ngoài. Trong khi nàng đi tới cung vị ương, bùi văn tuyên đang cầm kiếm đi về phía phòng ngủ xa trong cung vị ương hắn liên tục đuổi theo tô dung khanh thị vệ đang chém giết ở bên ngoài giờ phút này trong cung vị ương chỉ còn hai người là hắn và tô dung khanh tô dung khanh chọn cung vị ương để chạy trốn đương nhiên là bởi vì trong cung vị ương có mật đạo đi ra ngoài tiếp trước thượng quan nhã ở trong cung lâu như vậy tô dung hoa tự do ra vào trong cung chắc hẳn sẽ có cách ra vào đặc biệt nào đó trong phòng cung vị ương ánh sáng xuyên qua rèm cửa bằng vài lụa giỏi vào tạo nên vẻ u ám lụa mỏng tung bay trong gió ngăn cách tấm bình phong được thêu tranh thủy mặc trong phòng bên ngoài là tiếng chém giết không ngừng trong phòng lại yên lặng tới mức ngay cả tiếng nước gì cũng có thể nghe thấy tô dung khanh đang ở đây bùi văn tuyên biết nhưng hắn lại không biết hắn ta đang ẩn mình ở vị trí nào mà tô dung khanh cũng thế hai người bọn họ đôi bên đều ẩn mình trong góc tối vừa quan sát xung quanh mình, vừa ẩn thân tàng hình. Đèn hoa đột nhiên sáng lên, Bùi Văn Tuyên chợt thấy một bóng dáng lộ ra khỏi bình phong, hắn đâm thẳng trường kiếm ra, và rõ ràng đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hai thanh kiếm đồng thời giao nhau qua tấm bình phong rồi sau đó xẹt một đường qua nó, cắt ngang bức tranh thủy mặc, cứ thế tới phần cuối, cổ tay Bùi Văn Tuyên đè một cái, trực tiếp đè lên kiếm của Tô Dung Khanh đưa qua. Nhưng Tô Dung Khanh phản ứng rất nhanh, trường kiếm chống một cái rồi từ bên cạnh đá một cú tới, sau đó thừa lúc bùi văn tuyên tránh đi, dùng toàn bộ sức lực chém xuống. Bình phong bị hai người đánh vào lăn trên đất, kiếm hai người chạm mạnh vào nhau, lúc mặt đối mặt đánh nhau, bùi văn tuyên nhìn thấy rõ sát ý lạnh như băng trong mắt của đối phương. Bùi văn tuyên khẽ cười một tiếng, vốn nghe tiếng tô đại nhân thi ở học viện hàng năm đều là thủ khoa, không có môn nào không giữ vị trí số một, quả là lời đồn khó gặp, kiếm thuật của Tô Đại Nhân cũng khá phi phàm. Đa tạ, Tô Dung Khanh không nhiều lời, giơ tay lên một cái lập tức tấn công vung kiếm chém xuống. Lụa mỏng trong phòng tung bay, bóng dáng hai người đánh nhau như ẩn như hiện, kiếm thuật của hai người không phân cao thấp, nhất thời tranh đấu rằng có đến mức khó mà rất ra được. Hai người cũng không hẳn là cao thủ hàng đầu nhưng trong văn thần, coi như là có chiến thuật đánh cận chiến, trường kiếm chém giao nhau rồi lại tách ra từng chiêu dẫn người ta vào chỗ chết đều rất dài, không hề có chút nhân nhượng nào. Người đã muốn giết ta từ lâu. Tô Dung Khanh phát hiện sát ý của Bùi Văn Tuyên, lạnh nhạt mở miệng. Bùi Văn Tuyên nghe vậy thì cười nhạt, lần đầu tiên ngươi che ô cho điện hạ, trường kiếm một lần nữa va chạm, dung tới mức cánh tay hai người đều tê dại, ta đã muốn giết ngươi rồi. Thật trùng hợp, Tô Dung Khanh giơ tay chém qua mũ quan, ngày điện hạ và ngươi đính hôn, ta cũng đã nghĩ như vậy vậy thì ta phải cảm tạ ân huệ nhị công tử đã không giết bùi văn tuyên đâm thẳng lên trước cổ tô dung khanh tô dung khanh vội vã lui về đằng sau dồn tới trước cây cột tô dung khanh chật lắc người bùi văn tuyên không kịp thu kiếm đâm thẳng vào cột tô dung khanh được đà chém xuống tay bùi văn tuyên bùi văn tuyên vội vàng bỏ kiếm túm lấy cổ tay tô dung khanh qua vai trực tiếp nện người xuống đất tay tô dung khanh bị túm phải thả trường kiếm ra dùng toàn bộ sức lực kéo theo bùi văn tuyên xuống đất. Hai bên đều bị ép bỏ kiếm lại tiếp tục đấu tay không? Đây là lần đầu tiên đánh nhau của bọn họ trong 50 năm qua, lại chính là vào lúc sống chết. Bọn họ không nói nhiều về những thứ khác, bùi văn tuyên nắm tóc hắn rồi lập tức đè đầu tô dung khanh trên đất rồi đập điên cuồng xuống. Hai tay tô dung khanh gập cổ tay bùi văn tuyên rồi đạp vào giữa bụng hắn. Bọn họ giống như hai con thú hoang, hai thôn phu tương đối hương giã, hoàn toàn không có bất kỳ dáng vẻ nào muốn nói chuyện, đánh từng quyền từng cước độc ác trên người đối phương. Dường như người bên ngoài càng ngày càng nhiều, Tô Dung Khanh cũng trở nên nóng nảy thấy rõ, vừa khóa cổ họng Bùi Văn Tuyên rồi lập tức xuống tay vào điểm chí mạng. Bùi Văn Tuyên chờ tay bóp cổ hắn, cũng không chịu buông. Ngươi, ngươi còn dẫy rùa cái gì? Bùi Văn Tuyên cảm giác hơi thở bắt đầu khó khăn, ngươi không đi được, tên Lý Thành giả đó cũng không thể hữu dụng điện hạ đã quyết tâm, một tờ di chiếu cũng không ép được nàng. Tô Dung Khanh không nói lời nào, hắn cũng bị Bùi Văn Tuyên bóp cổ nên khó thở bèn thờ hồn hình không chịu buông tay. Nghe Bùi Văn Tuyên nói, rõ ràng ngươi có nhiều đường chọn, chỉ là ngươi không chịu đi. Nếu ngươi đã sống dậy từ lâu, rõ ràng ngươi đã có thể đề nghị kết thân với nàng, là ngươi không dám. Rõ ràng ngươi có thể bỏ xuống, cùng nàng phụ tá Lý Xuyên, là ngươi không muốn. Người biết rõ ràng là thế ra có sai, Lý Xuyên có sai nhưng có thể sửa đổi, là ngươi không chịu. Ngoảnh đầu lại, ngươi chẳng có cái gì cả, còn nói ngươi không có đường để đi, Tô Dung Khanh không buồn cười sao? Buồn cười. Tô Dung Khanh vừa mở miệng, thoát cái dồn sức, Bùi Văn Tuyên xoay người lăn một vòng, dùng một cước đá văng hắn ra. Hai người lăn sang hai bên, nhanh chóng chờ người dậy, khuỵu xuống đất ho khan dồn dập. Bùi Văn Tuyên ngừng đầu nhìn hắn trước, chỉ thấy Tô Dung Khanh ngồi xổm dưới đất, nhưng ta phải làm thế nào? Ta là thiếu gia chủ của Tô Thị, sao ta có thể không để ý tới lợi ích gia tộc được? Tô Dung Khanh ho khan, ngừng đầu lên, ta đã mất đi điện hạ, ta đã không còn gì cả, ta liên kết thế gia mưu phản, ta để tính mạng lên trên, thế mà bây giờ các ngươi nói cho ta biết ta sai rồi ư? Tô Dung Khanh nói rồi bật cười, vậy thứ ta mất đi thì sao? không phải uổng phí sao? Ta vốn có thể lấy điện hạ, ta có thể giống như đại ca ta, tự do phóng khoáng quỳ xuống trước mặt phụ thân đau khổ cầu xin, đi cưới điện hạ. Nhưng ta không có. Tiếp trước, ta nhìn nàng gả cho ngươi, ngày mà nàng xuất giá, giọng Tô Dung khanh nghẹn ngào, ta đi theo xe hoa của nàng, đi thẳng đến phủ công chúa. Kiếp này, ta tự khuyên ngươi lấy nàng, ta để ngươi rước dâu, ta tự tay giao nàng cho ngươi cũng là bởi vì ta chọn con đường này người hãy nhớ một chuyện, giọng bùi văn tuyên bình tĩnh, điện hạ, không phải là ngươi từ bỏ mà là ta tranh thủ, dù ngươi lựa chọn tranh giành hay không, bùi văn tuyên kiên định nhìn hắn, điện hạ vẫn là điện hạ của ta. Tô Dung Khanh nghe hắn nói như vậy, không nói gì. Hai người yên lặng đối mặt, bùi văn tuyên đứng dậy, đưa tay lên rút trường kiếm còn đâm trên cột, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Ngươi đã sai thì phải thừa nhận. Nàng yêu ta, ngươi phải cút đi. Kiếp này, mặc kệ ngươi sống hay chết, cũng đừng nghĩ đến việc tới gần điện hạ, hắn dùng kiếm chỉ y, một phân một nào. Dứt lời, Bùi Văn Tuyên giơ tay lên chém, Tô Dung Khanh lăn một vòng tại chỗ rồi trực tiếp chờ tay ngăn chặn. Tiếng kiếm đụng nhau vang khắp phòng, lần này, hai người dùng toàn bộ sức lực, phảng phất như bị thứ gì đó chọc giận, liều mạng vung kiếm về phía đối phương. Lụa mỏng bị chém vào tung bay phấp phới, bình phong bị hư hại hơn nửa, tiếng động bên ngoài càng lúc càng ít, cho đến sau cùng, loáng thoáng có tiếng Lý Dung hỏi một tiếng, người đâu? Khoảnh khắc Lý Dung lên tiếng, tay Tô Dung Khanh khẽ run rẩy kiếm bùi văn tuyên trực tiếp cỏ qua kiếm Tô Dung Khanh rồi xuyên qua lồ ân ngực y. Máu tươi chầm chậm, chậm chảy ra, hai người đều ngừng động tác lại. Lý Dung đẩy cửa vào đã thấy ở trong phòng, kiếm bùi văn tuyên để trên ngực Tô Dung Khanh. Lý Dung bước vào bên trong, bùi văn tuyên nhanh chóng rút kiếm, Tô Dung Khanh ngã nhào trên đất, tựa vào cây cột, nhìn Lý Dung đi tới, nhẹ nhàng tê hát ở dốc. Lý Dung nhìn bóng dáng chật vật của người mình quen thuộc này, nàng nhất thời không biết nên oán hận hay nên buồn. Nàng đi tới trước mặt Tô Dung Khanh, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai mắt Tô Dung Khanh đưa sang ngừng lại trên người nàng. Kết thúc rồi. Nàng nhìn hắn, giọng nói rất bình tĩnh. Tô Dung Khanh nghe nàng nói, chậm rãi cười lên, điện hạ, ta rất vui. Nói lời từ biệt đi lý dung nhìn hắn giống như nhìn một người bạn cũ mang theo sự thương xót và bi thương tô dung khanh nhìn ánh mắt nàng hắn thờ hồn hền cuối cùng chỉ nói điện hạ nhất định phải thay đổi chế độ xã hội sao nhất định lý dung trả lời khẳng định ta hy vọng thế gian này không còn hoàng đức và tiêu nhu nữa ta cũng hy vọng thế gian này không còn a nhã tô dung hoa ngươi ta phụ hoàng ta mẫu hậu tả lan thanh kiếp trước nữa không phải dùng lời nói đường đường chính chính để che giấu sự thật nuốt chừng con người. Con người là con người, cũng sẽ có tình cảm, tất cả quyền lực, lý ra nên được tôn trọng. Tô Dung Khanh không lên tiếng, hắn bình tĩnh nhìn chầm chầm Lý Dung. Lý Dung đợi hắn, thật lâu sau, hắn run rẩy lên tiếng, sai sót lớn nhất của thế gia là ở chỗ đích thứ. Lý Dung không ngờ lời từ biệt cuối cùng Tô Dung Khanh nói sau cùng lại là câu này, nàng ngẩn người, sau đó thấy Tô Dung Khanh nhìn nàng, nhẹ giọng mở miệng, điện hạ, ta chưa từng nghĩ sẽ hại ngài, ta vẫn luôn hy vọng, ngài có thể sống tốt. Cho dù là ở bên bùi văn tuyên, hắn cười lên cũng phải sống thật tốt. Ta trọng sinh trở về, không cầu thân không phải bởi vì hèn yếu mà ta biết, ngài thích hắn, cũng biết ta đã giết ngài, hơn nữa, ta muốn giết Lý Xuyên, ngài cũng sẽ không tha thứ cho ta. Ta ngăn cản ngài xây dựng đốc cha tư, là vì thế ra mạnh mẽ, ta không hy vọng ngài phải chịu uy hiếp. Cầu thân với tháp Bắc Yến, Tô Dung Khanh khẽ tê hát ở dốc, hắn không dám chớp mắt bởi hắn sợ mỗi lần chớp sẽ là lần cuối cùng, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại, khó khăn mở miệng cũng là vì thế ra muốn đuổi điện hạ khỏi hoa kinh. Ta cho là bùi văn tuyên chết, điện hạ và triều đình đánh cực thua, biện pháp duy nhất có thể giữ được điện hạ chính là dùng thân phận của Tô Thị xin một ân huệ cho điện hạ, chứ không phải là cố ý xúc phạm càng không phải là thừa dịp ngài gặp nguy ta biết lý dung hơi khàn giọng rũ mắt tô dung khanh cười lên hắn nhìn nàng một lúc lâu hắn cạn hết sức từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt gấp nhỏ màu vàng đây là thư điện hạ làm rơi ở vách núi đêm đó tô dung khanh giơ tay lên dao vào tay lý dung ta vốn định lén cất giấu cuối cùng vẫn phải trả lại điện hạ giống như chút tình cảm này của hắn vốn định để dài lâu trong lòng không quấy rầy ai, cũng không ai biết. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, rốt cuộc hắn vẫn là người bình thường. Lý Dung cúi đầu nhìn cây quạt nhỏ trong tay, không lên tiếng. Tô Dung Khanh hiểu rõ nàng, thật lâu sau, hắn run rỏng, ngập tràn mong đợi nhưng cũng ngập tràn tuyệt vọng, tim ta có điện hạ. Tay Lý Dung cứng đờ. Đây là lần đầu tiên, trong cả hai kiếp, hắn nói ra lời này. 12 tuổi, lần đầu gặp trước ngự thư phòng mắt hắn dương dương nước, tim ta đã có điện hạ. Suốt một đời, hai kiếp, chỉ yêu điện hạ. Lý Dung nghe được lời này, nàng cũng không biết tại sao hốc mắt mình lại chua xót. Nàng gật đầu một cái, coi như đã biết. Tô Dung Khanh nhìn dáng vẻ nàng, dịu dàng cười lên, điện hạ, kiếp này, sống có tốt không? Tốt, Lý Dung khàn giọng nói chuyện, rất tốt. Vậy thì tốt rồi, Tô Dung Khanh gật đầu, ta cũng yên tâm. Điện hạ. Bùi Văn Tuyên đi tới bên cạnh Lý Dung, đỡ nàng dậy đừng ngồi xổm quá lâu. Lý Dung đáp một tiếng, để Bùi Văn Tuyên đỡ dậy. Đi thôi, Bùi Văn Tuyên thấp giọng mở miệng. Lý Dung gật đầu, hai người đỡ nhau đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước. Lý Dung đột nhiên dừng bước lại, nàng quay đầu lại, nhìn về phía tô Dung Khanh. Dung Khanh, nàng nhìn y, giống như bạn bè tốt chia sẻ một tin vui, ta có bé con rồi. Tô Dung Khanh ngẩn người. Hắn bỗng nhớ tới, tiếc nuối lớn nhất của Lý Dung ở kiếp trước. Nàng thường nói bé con là nỗi đau của bọn họ. Cũng vào thời khắc này, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, nàng sống thật sự rất tốt, không giống với kiếp trước. Hắn cười lên, ngật đầu nói tốt, Dung Khanh. Chúc mừng điện hạ. Nói xong, hắn khó khăn đứng dậy, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi công tử, có thể làm phiền ngài hay không? Hắn giơ tay lên, chỉ về chiếc đàn để bên cạnh ta muốn tấu một khúc cuối cùng vì điện hạ. Bùi văn tuyên gật đầu, buông Lý Dung ra, đi lấy đàn cho hắn. Lúc để đàn trước mặt Tô Dung Khanh, hắn thả xuống thêm hai lọ thuốc. Sau ngày hôm nay, Tô Dung Khanh sẽ chết. Tô Dung Khanh ngẩn người, Bùi Văn Tuyên đứng lên, khi hắn đứng lên, phảng phất như vô tình phất cây nến xuống dưới đất. Ngọn lửa bám lên tấm sa mỏng, Bùi Văn Tuyên xoay người rời đi tới bên cạnh Lý Dung, ôm đầu vai nàng lý dung bị hắn ôm lấy hai người cùng tiến về phía trước tô dung khanh quay đầu nhìn ngọn lửa dâng lên bên cạnh thật lâu sau gảy lên tiếng đàn thứ nhất lý dung nghe tiếng đàn vang lên sau lưng nàng không quay đầu lại hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi căn phòng này đến khi bọn họ đi ra lửa đã cháy lên lý dung đưa lưng về cung vị ương đứng ở đình viện nghe mừng tiễn nhau ở bên trong một khúc đưa tiễn rất ngắn nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Tiếng nhạc hòa cùng với tiếng ngọn lửa thiêu đốt bập bùng, Lý Dung lặng lặng đứng ở cửa, cho đến khi tiếng đàn ngừng, nàng mới quay đầu lại, nhìn cung vị ương đã bốc cháy hoàn toàn. Nàng nhìn rất lâu, Bùi Văn Tuyên bèn yên lặng chờ. Chờ một lúc lâu, Lý Dung phục hồi tinh thần lại. Nàng cất bước đi về đằng trước, tựa như không xảy ra chuyện gì vậy, nói, đi thôi. Hai người đi chưa được mấy bước thì thấy Tô Dung hoa vọt vào vào trong sân đã thấy cung vị ương bị thiêu cháy hắn ngẩn người cuống quýt tiến lên bùi văn tuyên lập tức ngăn tô dung hoa lại nóng nảy la lên tô huynh bên trong nguy hiểm có phải dung khanh ở bên trong hay không mặt tô dung hoa vô cùng hoảng hốt có phải hay không tô dung khanh ở bên trong ư thượng quan nhã đuổi vào nghe được lời tô dung hoa nói vội vã hỏi lý dung gật đầu một cái nói người đã không còn Đi vào cũng chính là chịu chết, đi thôi." Nói xong, Lý Dung lập tức đi ra ngoài. Tô Dung Hoa nghe nàng nói, sững sờ nhìn trận hòa hoãn, trong mắt ngập tràn sự khiếp sợ và đau đớn. Thượng quan Nhã đi đến trước mặt hắn, nói rất khẽ: "Ta nói với ngươi một chuyện." Tô Dung Hoa không nghe, Thượng quan Nhã mấp máy môi, cung vị ương có mật đảo, "Ta biết cửa ra ở chỗ nào, bây giờ nếu Tô Dung Khanh còn ở bên trong, hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ." nhưng nếu đi ra ngoài rồi. Thượng quan nhã dương mắt nhìn y, thì hắn vẫn còn sống. Ngọn lửa chùm lên chóp cung của cung vị ương, Lý Dung thoáng dừng bước chân, cùng quay đầu với bùi văn tuyên. Bên trong tầm cung, Lý Minh được đại phu vây quanh. Cuối cùng ông ta cũng không chịu đựng được tới lúc Lý Dung trở lại, từ từ khép mắt lại. Lý Xuyên đứng trước sập nhỏ, nghe ngự y run dày gào khóc ra câu kia, điện hạ, bệ hạ. Đã băng hà. Hắn không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn, thật lâu sau, hắn khàn giọng, sai mọi người lui đi. Mọi người đều đi ra ngoài, khép cửa lại, chỉ có Tuân Xuyên ở lại, đứng sau lưng Lý Xuyên. Tại sao không đi? Lý Xuyên khàn giọng lên tiếng. Điện hạ đã dặn ta không được rời khỏi ngài dù chỉ trong chốc lát. Lý Xuyên không nói gì, hắn cảm giác được người đó lặng lặng đứng sau mình. Hắn từng từng bước đi về phía trước, quỳ xuống trước long sàng cầm bàn tay già nua của Lý Minh, nhẹ nhàng đặt lên giữa chán mình. Hắn nghe rõ câu nói sau cùng của Lý Minh. Ông ta nói, thật xin lỗi. Tin tức Lý Minh băng hà nhanh chóng truyền tới, Lý Dung nghe tin cũng chỉ gật đầu một cái. Sau đó nàng lập tức xoay người, vô định đi về phía trước. Bùi Văn Tuyên đi bên cạnh nàng, theo nàng cùng đi về phía trước. Hai người bọn họ không lên tiếng. Hoàng cung đã hoàn toàn tĩnh lặng, người trong cung lục tục đi ra quét dọn tuyết đọng hai người họ đi chung với nhau vai kề vai ống tay áo ma sát đi rồi đi cũng không rõ ai đưa tay ra trước dưới ống tay áo lặng lẽ không một tiếng động kéo đối phương mà từ tay truyền tới sức mạnh vô hình chống đỡ cho hai bên lý dung nghe tiếng giẫm trên tuyết nàng đột nhiên cảm thấy nàng có thể đi con đường này thật tốt đi rất xa rất khỏe rất dài mùa đông năm 20 khang hưng, gian phi tiêu thị liên hiệp với thế gia làm loạn, mưu hại đế vương trong cung, sách sử gọi là loạn cung khang hưng. Trưởng công chúa Bình Nhạc dẫn theo đám người phò mã Bình Định phản loạn, phụ tá thái tử Lý Xuyên lên ngôi, đổi niên hiệu Đức Húc. Vị tân hoàng đế được truyền ngôi không giỏi chỉ quốc mà thích vui đùa, tiên đế hiểu quá rõ nên trước khi Lâm Trung đã đặc ban cho Bình Nhạc công chúa làm giám quốc trưởng công chúa, phụ giúp giám quốc nguyên lại bộ thượng thư bùi văn tuyên được đề bạt làm hữu tướng ngày đăng cơ quân thần vào điện cung kính đợi hoàng đế tham dự nhưng chờ một lúc lâu cũng chỉ được được một tờ thánh chỉ và một con tiên hạc lòng đế quân không ở triều chính ngày đăng cơ hôm đó đã tuyên bố tiên hạc thay thế mình lâm triều hắn muốn tu tiên vấn đạo cầu cho sớm ngày thăng thiên công việc triều chính sẽ chuyển giao cho trường công chúa xử lý mọi người tại chỗ đều không dám lên tiếng chỉ có hữu tướng mới nhậm chức bùi văn tuyên lúc này quỳ xuống hành đại lễ với tiên hạc sau đây việc triều chính do một tay trưởng công chúa tiếp quản trưởng công chúa làm việc sấm rền gió cuốn sau khi nàng nhậm chức nhanh chóng xử lý tất cả quan viên liên quan đến loạn cung khang hưng chém đầu hoặc lưu đày những người tham dự mưu phản người nhà liên quan đều bị đuổi ra khỏi hoa kinh phản tặc tiêu túc dẫn binh làm loạn cũng bị tần lâm mang quân dẹp loạn triều đình bắt đầu vận hành bình thường lại, Lý Dung bận tối mặt tối mày, dù có bùi văn tuyên hỗ trợ cũng vẫn thường xuyên đi sớm về trễ. Cũng không biết qua được mấy ngày, bùi văn tuyên đột nhiên nói cho nàng, đã đến ngày đưa tang tô Dung Khanh. Lý Dung ngẩn người, bùi văn tuyên đi tới sau lưng nàng, khoác áo ngoài cho nàng, dù sao cũng là cố nhân nhiều năm, đi đưa đi. Cơ thể Lý Dung không tiện lên núi, chỉ cùng bùi văn tuyên đi tới cửa, thắp nén hương cho tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh không có thi thể, bị thiêu thành cho trong cung, Tô Dung Hoa bèn lấy áo mũ của hắn hạ táng. Lý Dung tới, Tô Dung Hoa tự mình dẫn nàng và Bùi Văn Tuyên đi thăm Tô Phủ, vừa đi vừa nói chuyện Tô Dung Khanh khi còn bé cho hai người nghe. Khi còn bé, ta không nghe lời, phụ thân nhìn cũng biết là ta sinh hư rồi bèn nghiêm ngặt dậy dỗ Dung Khanh. Sáng sớm mỗi ngày, đệ ấy đều phải học thuộc gia huấn một lần trước từ đường. Mỗi ngày đều phải nghe phụ thân nhấn mạnh một lần, đệ ấy là thiếu gia chủ, coi sự hương suy của Tô Thị là chuyện quan trọng nhất đời người. Tô Dung Hoa dẫn Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đi qua cầu nhỏ, đi tới từ đường. Trước từ đường, ánh nến đung đưa, bài vị Tô Gia được bày bên trên. Cái mới nhất chính là cho Tô Dung Khanh. Tô Dung Hoa dừng lại trước từ đường, hắn nhìn từ đường, lúc lâu sau, mới khàn giọng lên tiếng là ta hại đệ ấy. Nếu thời niên thiếu năm không trốn tránh, có thể đấu tranh tới cuối cùng, Tô Mẫn Chi sẽ không dày vò Tô Dung Khanh đến như vậy. Nếu như hắn có thể dạy dỗ đệ đệ nhiều hơn chút, Tô Dung Khanh sẽ không đến nỗi bước vào con đường cùng này. Hắn đứng trước từ đường, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, cười một tiếng rồi dẫn hai người đi về đằng trước, hơi có lỗi nói, xin lỗi, nhất thời đau buồn. Nói xong, hắn nhanh chóng dẫn hai người đến một nơi khác. Mấy ngày sau khi Tô Dung Khanh hạ táng, toàn tộc Tô Thị lập tức rời khỏi Hoa Kinh. Sau đó Tân Triều hoàn toàn bắt đầu. Tân Triều bắt đầu được hai tháng đã tiếp nhận chuyện vui đầu tiên, vị trưởng công chúa Điện Hạ quyền khuynh triều giã sao lại thành thân. Sao quyền khuynh triều giã, ý chỉ người có quyền lực áp đảo trên triều đình và toàn bộ mọi người trên dưới, có quyền lực cực đại. Tân Lang vẫn là người lần trước. Lần này Bình Nhạc Điện Hạ có thân phận cao hơn, mà người đón dâu là thừa tướng trẻ tuổi nhất đại hạ vì thế hôn lễ của hai người long trọng hơn lần đầu tiên lần này bùi văn tuyên tự mình đến trước cửa cung đón lý dung hắn nhìn cửa cung chậm rãi mở rộng ra lý dung mặc hỷ phục tay cầm chiếc quạt tròn màu vàng che kín nửa gương mặt ngồi khuỵu trên ngự liễn kim điêu ngọc thế sao sao kim điêu ngọc thế nạm vàng lát ngọc chỉ kiến trúc tráng lệ đẹp đẽ tương tự điêu lan ngọc thế lúc rèm xa mỏng vườn bay loáng thoáng lộ ra gương mặt nàng đôi mắt nàng ngập trong ý cười cách một đám người lặng lặng nhìn hắn chăm chú bùi văn tuyên không kiềm được lòng cười lên giơ tay hành lễ cao giọng lên tiếng thần bùi văn tuyên cung nghênh phượng giá trồng cây ngô đồng cuối cùng cũng được phượng giá về pháo hoa bỗng nổ lên cánh hoa ẩn mình trong pháo hoa cuốn bay theo ngày xuân ở hoa kinh tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn cánh hoa tung bay khắp nơi Lận phi bạch quay đầu nhìn thượng quan nhã cười trúng chím tiễn Lý Dung đi. Trong mắt nàng ấy chỉ toàn là nụ cười, lận phi bạch im lặng rất lâu, đột nhiên mở miệng thượng quan nhã. Hả? Nàng đã từng thích người nào chưa? Thượng quan nhã trầm ngâm không nói, lận phi bạch cười một tiếng, đột nhiên nói, được rồi, chúng ta vẫn nên đừng làm chậm trễ lẫn nhau. Nói xong, lận phi bạch lấy ra một bộ bài từ trong ngực, đưa cho thượng quan nhã trả lại cho nàng. Cảm ơn nàng và điện hạ, ban đầu đã cứu ta. Ngươi, Thượng quan nhã ngập ngừng, Lận Phi Bạch không nhìn nàng, hai người đi trên đường phố dài, đi theo xe Lý Dung, Lận Bạch Phi nở nụ cười, ta nhìn ra được, Tô Dung Hoa có thể chết vì nàng. Lận Phi Bạch nói rồi quay đầu nhìn nàng, mày kiếm nhếch lên, nhưng mạng của gia quý giá, sẽ không chết vì bất cứ nữ nhân nào, cũng không làm chậm trễ các ngươi nữa. Chuyện thành thân cũng thôi đi. Dù sao ta vẫn chưa đưa xính lễ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta định trở về Tây Nam, những cô nương nơi biên giới kia nhiệt tình, sáng sủa, thoải mái hơn các cô nương đanh đá các nàng nhiều. Thượng quan Nhã không lên tiếng, thật lâu sau, nàng ấy khẽ khàn giọng nói một câu, "Cảm ơn." Sau khi Lý Dung thành thân, Lận Phi Bạch rời khỏi Hoa Kinh. Tuân Xuyên thấy thời gian đã hòm hòm rồi, cũng quyết định trở về Tây Bắc. Lý Dung và Thượng quan Nhã tiễn nàng rời khỏi Hoa Kinh, Thượng quan Nhã cực kỳ không nỡ, ngươi trở lại chưa được bao lâu đã lại muốn đi, ở lại Hoa Kinh không tốt sao. Hoa Kinh không thuộc về ta, Tuân Xuyên nhìn Lý Dung, trên mặt nở nụ cười, đi nhiều đường rồi nên không muốn quẩn quanh ở lại một thành trì nữa. Có điều, Tuân Xuyên ngẫm nghĩ, rồi cười lên, sau này hàng năm, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Được, Thượng quan Nhã gật đầu, thành thân sớm chút, mang thêm một người nữa trở lại. Tuần Xuyên nhếch môi khẽ cười, chỉ nói đơn giản, được, ta sẽ cố gắng hết sức. Vậy, Tuần Xuyên dương mắt, nhìn về phía hai cô nương, giờ tạm biệt nhé. Trước khi tạm biệt, ta tặng ngươi một món đồ. Lý Dung cười lấy một bản điệp văn bổ nhiệm. Lần này ngươi nhậm chức tướng quân chân Bắc, ta còn chưa đưa điệp văn bổ nhiệm cho ngươi. Nói xong, nàng giao điệp văn bổ nhiệm cho Tuân Xuyên, xem đi. Vân Xuyên hơi ngơ ngác, nàng không rõ thứ này có gì hay ho cả, mở điệp văn ra, cuối cùng thấy ba chữ tần chân chân. Nàng nghĩ đến cái tên mà bản thân mình cả đời cũng không thể lấy lại được, mà trong khoảnh khắc này, rốt cuộc nàng cũng lấy về rồi. Đi thôi. Lý Dung nâng tay vỗ vai nàng ấy, sau này, người chính là ngươi, hãy sống vì chính mình. Tuần Xuyên cảm ơn Lý Dung rồi cũng không nói thêm nữa, cưỡi ngựa rời khỏi hoa kinh. Lý Xuyên đứng ở tháp Bắc Yến, nhìn xa xa thấy có một người một ngựa rời khỏi hoa kinh. Tất cả giống như trần ai lạc đỉnh. Mùa đông năm nước húc thứ nhất, Lý Dung hạ sinh con đầu lòng, đứa bé này là một công chúa, Lý Xuyên cực kỳ yêu thích, đặc biệt ban thưởng họ Lý, tên là Lý Hy. Ngày Lý Hy đầy tháng, bùi văn tuyên làm tiệc cho cô bé, trái ngược với ban ngày tương bừng náo nhiệt, ban đêm, hắn ôm Lý Hy, cùng nằm trên sập của Lý Dung trò chuyện. Tần Lâm báo tin chiến sự, nói phương Bắc lại đánh tới, cũng may túm được vương gia, cố gia chống đỡ được một trận, nhưng tiếp tục như vậy cũng không được, phải nghĩ cách. Bùi Văn Tuyên vừa nói, vừa vỗ mặt cô bé, Lý Dung thấy đã tới thời gian cho bú sữa, thả tấu chương xuống, ôm bé con vào lòng, vỗ về, nói rất nhỏ, chàng lại muốn thay đổi chế độ xã hội à. Thế đã tính thay đổi thế nào rồi? Bùi Văn Tuyên trầm ngâm một lát, suy tư nói phải nghĩ cách để bọn họ nộp thuế khoa cử cũng không phải ngày một ngày hai không thu thuế không thu đất thì bọn họ luôn có tiền có tiền thì có càng nhiều đất có nhiều đất hơn thì càng có nhiều binh mã tiền quyền trung quy cũng không phải cách nhưng thật ra ta có biện pháp này đã ngẫm nghĩ hồi lâu bùi văn tuyên thấy lý hy chóp chép uống sữa tự dưng cảm thấy hơi khát hắn lấy nước trà uống trà bình tĩnh lại biện pháp nào đích tử kế thừa tước vị nhưng tài sản thì đích thư có thể phân chia đều, chỉ cần thứ tử đề xuất ra ở riêng, sau khi ở riêng, nộp thuế theo luật. Vừa dứt lời, ngụm nước bùi văn tuyên vừa uống vào trực tiếp sạc ở khí quản. Hắn ho khan dồn dập nhưng trong lúc ho khan, hắn vẫn hiểu được ý của Lý Dung. Gốc của thế gia ở tài sản đất đai, tài sản đất đai hàng năm vẫn là tới từ quy định thừa kế của trường tử, ngoại trừ tình huống như tô dung hoa từ bỏ quyền thừa kế, bình thường đều là do trường tử thừa kế tất cả tài sản, còn những người khác trong gia tộc đều phụ thuộc vào người thừa kế tài sản. Việc này sẽ trực tiếp giúp bảo toàn trường kỳ tài sản của thế gia, thế hệ sau càng cường thịnh hơn thế hệ trước. Nhưng chia đều tài sản cho thứ tử, chia tài sản ra nộp thuế theo luật thì vô hình chung sẽ chia cắt và suy yếu thế gia. Hơn trăm mẫu đất không chịu thuế, sau khi bốn huynh đệ phân chia đều thì chỉ còn lại 25 mẫu không chịu thuế. Qua vài thế hệ, quyền lực của thế gia, gốc rễ của thế gia sẽ dần suy yếu. Trong gia tộc, mặc dù thứ tử có địa vị thấp nhưng dù sao vẫn là người, ở chung lâu cũng có cảm tình, ít nhiều cũng sẽ có chút quyền lực. Giống như Bùi gia, tuy Bùi Lễ Minh là thứ tử nhưng vẫn trở thành hình bộ thượng thư dưới sự hỗ trợ của gia tộc. Một khi cho bọn họ khả năng dựa vào pháp luật, thứ tử có năng lực nhất định sẽ nghĩ cách chấp hành đến cùng. Trước kia chèn ép thế gia, phần nhiều là mâu thuẫn giữa hoàng tộc và thế gia. Mà biện pháp này lại đặt ra mâu thuẫn giữa đích và thứ ngay trong thế gia So với lật đổ Lý Dung, tranh chấp với Lý Dung Không bằng bọn họ nội đấu với thứ tử trong nhà mình Nhưng mà kệ đấu hay không đấu, chung quy lại vẫn là chuyện trong thế gia Điều này, phối hợp đủ loại quy định trong khoa cử Trong vòng tam đại thế gia, e là thế gia sẽ không còn quang cảnh như bây giờ nữa Bùi Văn Tuyên suy nghĩ cẩn thận, bình tĩnh lại bèn nói sao nàng lại nghĩ đến biện pháp này trước kia chàng thường nói với ta sao quyền thế chính là lòng người lý dung nói xong thấy lý hy uống sữa xong nàng khẽ vỗ lưng cô bé thấp giọng nói lúc tô dung khanh chạy trốn có nói với ta nhược điểm lớn nhất của thế gia là ở chỗ đích thứ hắn xuất thân dòng chính thế gia nhưng không phải đích tử lời hắn nói đương nhiên có lý lẽ của hắn đứng ở góc độ của những người này nghĩ thêm chút là có thể hiểu được lời này là ta nói cho nàng bùi văn tuyên cười rộ lên nhưng chính ta lại không nghĩ tới chàng là người tốt lại là trường tử lý dung ngẩng đầu nhìn hắn một cái nghĩ chuyện này không rõ cũng bình thường trước kia ta cũng không hiểu rõ người khác từ khi lý dung hơi ngừng lại bùi văn tuyên lập tức hiểu được sống chết kiếp trước là gút mắt của nàng nàng đứng dậy sau khi sụp đổ đó chính là sinh mạng mới của nàng Bùi Văn Tuyên nâng tay cầm tay nàng, thấp giọng nói ta hiểu. Lý Dung cúi đầu cười lên, từ sau khi cãi nhau với Xuyên Nhi, ta bắt đầu có khả năng ngẫm lại theo góc độ của người khác. Nếu chàng cảm thấy chuyện này khả thi, vậy thì quyết định như vậy đi. Đương nhiên Bùi Văn Tuyên không có ý kiến, vì thế cách này, để mừng Lý Hy ra đời, Lý Dung đã ban xuống lệnh bình ân. Lệnh bình ân xuất hiện, người sáng suốt đều có thể hiểu được ý đồ của pháp lệnh này. Trong triều đình, mọi người tranh luận dữ dội. Bùi Văn Tuyên là người thi hành lệnh này, thường tự mình ra mặt, đại thần tranh luận với hắn đến tối tăm mặt mày. Lý Dung mang con vào chiều, ngồi sau rèm nhìn bọn họ tranh luận. Có khi tiếng bọn họ tranh luận lớn làm Lý Hy giật mình, cô bé khóc lớn hoa hoa, Bùi Văn Tuyên nghe thấy đứa bé khóc lớn, nhất thời bất chấp mình đang tranh luận việc gì với bọn họ, quay đầu bước đi, trực tiếp đi ra sau rèm, giúp đỡ Lý Dung ôm cô bé lên đứa bé cũng kỳ lạ, Lý Dung không dỗ được thế mà Bùi Văn Tuyên vừa ôm, cô bé cũng không khóc nữa. Bùi Văn Tuyên không biết làm sao, chỉ có thể ôm đứa bé ra, vừa vỗ lưng Lý Hy, vừa tiếp tục tranh luận với đại thần, lời ngươi vừa nói thật đúng là vô cùng hoang đường, đây là chuyện may tạo phúc cho thế gia, thế gia nên đội ơn mới đúng, nếu ngươi không tin, không ngại để mọi người bày tỏ thái độ, nhìn xem con cháu thế gia bằng lòng hay không mặc dù bùi văn tuyên nói nghiêm nghị nhưng giọng đã dịu đi rất nhiều giống như sợ dọa đến lý hy đại thần nghe giọng hắn dịu xuống nhất thời cũng không tranh cãi nữa mấy hiệp như vậy mọi người cũng không muốn tranh luận trên triều đình nữa dẫu sao trong lòng tất cả mọi người đều hiểu lệnh bình ân chính là một dương mưu sao rất rõ ràng lý dung nắm được bầy tắc của thế gia hoàn toàn không kháng cự được trước kia Phổ biến chính lệnh chèn ép thế gia đều khiến người hàn tộc và thế gia tranh cãi. Nhưng chính lệnh hôm nay lại là thế gia tự tranh cãi. Sao dương mưu là cách nói ngược với với âm mưu, là căn cứ vào điều kiện hiện tại, không ảnh hưởng đến người khác, cũng không phụ thuộc vào tiền đề của người khác, khéo léo dẫn dắt, quang minh chính đại thông qua việc thay đổi tài nguyên để sắp xếp, nâng cao hiệu suất, đạt được kết quả tốt hơn hoặc hy vọng thực hiện cao hơn. Âm mưu là âm thầm làm chuyện xấu âm mưu và dương mưu cùng muốn đạt được mục đích nhất định, khác nhau ở chỗ, âm mưu có dấu vết có thể phát hiện, mà dương mưu lại là, xảy ra tùy tình hình, không có dấu vết nào có thể phát hiện, cao minh hơn âm mưu nhiều, càng khó thực hiện hơn. Âm mưu thiên về nghĩa xấu, còn dương mưu có thể là nghĩa tốt. Từ trung ương tới địa phương, đủ kiểu đích thứ thể hiện bản lĩnh cao cường, lệnh bình ân xuất hiện chưa đến 5 năm, đã có phong trào tông tộc lớn nhỏ các nơi ở khắp cả nước giải rác ra ở riêng quốc khố cũng dần rồi rào lên. Sau việc này, Lý Dung lại lần nữa từng bước hạn chế chế độ đề cử, cất nhắc hàn môn, ra sức phát triển chế độ khoa cử. Phương Nam tu bổ cho lũ lụt, phương Bắc chống ngoại địch. Từng bước, từng bước, tiêu độc trị thương cho đại hạ. Mà những năm này, Lý Xuyên thường cải trang thành dân thường, du lịch khắp nơi. Năm Đức Húc thứ ba, Lý Xuyên nói phải đi phương Bắc. Lý Dung vừa nghe chuyện này đã ẩm ý một trận lớn với hắn. Bùi Văn Tuyên vẫn đang ở trong cung làm việc, nghe hai người cãi vã thì vội vàng qua khuyên can. Cách cánh cửa cung đã nghe thấy hai tỷ đệ cãi nhau. Lý Dung mắng Lý Xuyên điếc không sợ súng, nếu bên ngoài xảy ra chuyện gì đừng có khai tên, nếu hoàng đế một nước bị người khác bắt cóc, nàng không thể giúp người này nổi, cũng không muốn tốn tiền chuộc hắn. Lý Xuyên vừa thu thập hành lý, vừa lẩm bẩm, đệ cũng không để tỷ phải chuộc đâu, nếu có người chói đệ thì tỷ cứ nói không quen đệ, giết con tin là xong. Lời này khiến Lý Dung giận đến mức máu nóng cuồn cuộn. Bùi Văn Tuyên vội vàng đỡ nàng, thay nàng mắng Lý Xuyên ở bên trong, bệ hạ, lời này của ngài tùy hứng quá, sao điện hạ có thể mặc kệ ngài chứ? Nếu ngài bị chói, hãy nói với bên kia rằng tỷ phu ngài là phu thương, có thể dùng một trăm lượng hoàng kim chuộc ngài. Vẫn là tỷ phu tốt. Nghe hắn nói như vậy, Lý Xuyên lập tức cao hứng, từ cửa nhô đầu ra cười híp mắt nói ta sẽ mang quà về cho ngươi bùi văn tuyên lý dung giống to một tiếng bùi văn tuyên vội vàng nói nếu đòi nhiều tiền hơn ngài cũng đừng viết thư về nữa để bọn họ giết con tin đi lý xuyên có bùi văn tuyên đùa giỡn không khí giữa hai tỷ đệ diệu đi rất nhiều nhưng lý dung vẫn sụ mặt để ở trong phạm vi đại hạ đi đâu cũng được nhưng không thể đi ra ngoài tỷ lý xuyên cười khổ Tỷ đã nói, để có thể lựa chọn cuộc sống của chính đệ. Nhưng bây giờ đệ đang chọn đi chết. Tỷ hà, Lý Xuyên cười một tiếng, đệ chỉ muốn làm chuyện đệ muốn làm. Đệ muốn đi phương Bắc, đi xem phương Bắc có cái gì, tộc Nhung phương Bắc ở chỗ nào, phương Bắc có gì hay ho hay không. Đệ sống ở Hoa Kinh hơn 20 năm, đệ muốn đi ra ngoài, muốn nhìn ngắm. Ngộ Nhớ. Ngộ Nhớ đệ chết, Lý Xuyên nói với giọng bình tĩnh vậy cũng không uổng phí cuộc đời này lý dung nói không nên lời nàng nhìn chằm chằm lý xuyên bùi văn tuyên nắm tay nàng nhẹ giọng khuyên nàng điện hạ bệ hạ không sao đâu hắn không phải là con nít cốt đi lý dung lau nước mắt quay đầu rời đi đêm cùng ngày lý xuyên rời khỏi hoàng cung nửa năm sau lý dung nhận được tin tức của tuân xuyên ở tây bắc nói rằng nàng ấy hộ tống lý xuyên rời khỏi đại hạ đi phương bắc sau đó cũng không thấy tin tức của hai người nữa. Lý Dung thường ở một mình trong cung điện của Lý Xuyên, ngồi rất lâu sau đó mới rời đi. Có lúc nàng sẽ trách bùi Văn Tuyên, trách hắn để Lý Xuyên rời đi nhưng mỗi lúc nàng muốn nói gì đó lại nhớ đến kiếp trước. Nàng quyết định tất cả cho Lý Xuyên cũng là tự tay giết chết thiếu niên có tên Lý Xuyên đó. Mỗi một người chỉ có thể làm tốt chuyện của mình, không quyết định lựa chọn trong cuộc sống của người khác, cũng không thể hiểu rõ đối với mỗi người lựa chọn đúng hay sai, chỉ có mình biết. Năm Đức Húc thứ tư, Lý Dung Hạ sinh thêm một bé trai, được đặt tên là Bùi Thanh Vận. Năm Đức Húc thứ bảy, Lý Dung đột nhiên nhận được tin tần chân chân trở lại Hoa Kinh. Khoảnh khắc nàng nghe được tin này, từ trên ghế cao chạy như điên ra ngoài, chạy thẳng tới trước cửa cung thì đã thấy ở trước cửa cung, một đôi thanh niên nam nữ đứng ở đó rồi. Thanh niên thoạt nhìn tầm 24, 25, trên mặt có nét của người hồ, nhìn qua phong trần mệt mỏi nhưng nụ cười lại tùy tiện phóng khoáng. Cô nương bên cạnh mặc y phục màu đen, đeo bộ kiếm giống như người bảo vệ trong im lặng, lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Lý Dung không dám tiến lên, thật lâu sau, nàng nghe thấy người thanh niên mở miệng, khẽ gọi một tiếng tỉ. Trong thời gian 4 năm, Lý Xuyên đã vẽ được bản đồ của đất phương Bắc, thăm dò địa điểm bộ lạc và quan hệ ở phương Bắc, còn mang về hạt giống và hương liệu mới từ phương Bắc ngoại trừ những thứ này ra hắn còn dẫn về một đứa bé tên là lý tầm hắn và tần chân chân ở lại hoa kinh không lâu lắm sau khi để lại bản đồ phương bắc hai người lại dẫn lý tầm rời đi trước khi đi lý dung nói chuyện với lý xuyên một đêm hy vọng có thể để lý tầm lại nhưng lý xuyên chỉ cười tỷ để không ở lại hoa kinh là vì sợ chúng ta sẽ có tranh cãi để lý tầm ở lại hoa kinh tỷ và tầm nhi sẽ không cãi nhau ư lý dung nhất thời khượng lại Lý Xuyên thở dài, hơn nữa, đệ không phù hợp với nơi này, tầm nhi cũng không thích hợp, thôi. Không bao lâu sau khi có được bản đồ biên giới phía Bắc, Thượng quan húc cáo lão về quê, Bùi Văn Tuyên trở thành tà tướng, Thượng quan nhã được đề bạt làm hữu tướng. Với tư cách là nữ thừa tướng đầu tiên của đại hạ, ngày đầu tiên Thượng quan nhã nhậm chức đã dâng thư bắc phạt. Lúc này đại hạ đã tu sinh dưỡng tức sao, quân cường quốc thịnh. Sau khi Thượng quan nhã đề xuất, trên dưới triều đình, không một ai phản đối. Sao tu sinh dưỡng tức, ý chỉ quốc gia sau khi sự biến động hoặc cải cách lớn, ổn định cuộc sống, khôi phục nguyên khí. Lý Dung quyết định dẫn thượng quan nhã thân trinh phương Bắc. Đêm nàng ra quyết định đó, Bùi Văn Tuyên đứng trước cửa thật lâu. Lý Dung thấy có người đi tới đi lui trước cửa, nàng mở cửa tách một tiếng, Bùi Văn Tuyên giật mình, Lý Dung nhìn hắn chằm chằm có gì thì nói đi. Ta nghĩ, vẻ mặt bùi văn tuyên có phần gượng gạo, khi Nhi và Thanh Vận đều còn nhỏ, bọn chúng đều ỷ lại mẫu thân, nếu không. Nếu không thì ta thay nàng đi bắt phạt. Lý Dung không lên tiếng, nàng lặng lặng nhìn hai đứa nhóc chân nam đá chân chiêu chạy vào. Lý Hy chạy trước, gọi to bùi văn tuyên, cha, cha, người tới chơi với bọn con đi. Vừa nói xong, hai đứa bé đã chạy tới trước mặt bùi văn tuyên, mỗi đứa một chân, ôm lấy bùi văn tuyên, ngẩng đầu nhìn hắn mặt Bùi Văn Tuyên lộ vẻ khổ sở, khó nhọc nói. Bọn chúng ỉ lại vào nàng hơn. Thật đó. Lý Dung cúi đầu cười một tiếng. Nàng đưa tay ra ôm lấy Bùi Văn Tuyên. Đừng lo lắng, ta không ra chiến trường. Ta chỉ muốn xem một chút, muốn thấy núi sông đại hạ, muốn nhìn dân chúng khổ nạn. Ta không thể ngồi mãi ở Hoa Kinh, đúng chứ? Bùi Văn Tuyên không lên tiếng. Một lớn, hai nhỏ đều treo trên người hắn. Lý Dung dưng mắt nhìn hắn. Hơn nữa, ta cũng rất ỷ lại vào chàng, ta chắc chắn sẽ trở lại." Nghe Lý Dung nói lời nũng nịu như vậy, Bùi Văn Tuyên đành chịu, hắn thở dài, chỉ có thể ôm Lý Dung, thấp giọng nói, "Được rồi, nàng đi đi." Hắn đã chuẩn bị tất cả hậu cần cho nàng xong, Lý Dung và thượng quan Nhã lập tức xuất phát qua phương Bắc. Có Lý Dung đích thân tới, sĩ khí chấn động. Lý Dung và thượng quan Nhã trấn giữ tiền tuyến do Tần Lâm, Tần Chân Chân dẫn quân đi sâu vào thủ phủ của phương Bắc, quyết chí gỡ xuống Hoàng Đình Bắc Cảnh, san bằng phương Bắc hoàn toàn. Tin Bắc Phạt liên tiếp truyền tới các nơi trong đại hạ, Tô Dung Hoa ngồi trong nhà, nghe hữu tướng thượng quan nhã đích thân tới phương Bắc tham gia trận chiến, hắn ngồi trong phòng sướng sờ một lúc lâu rồi đứng dậy, một tay túm lấy áo khoác, nhanh chóng dặn dò người bên cạnh, chuẩn bị tất cả lương thực trong kho, ta mang tới Tây Bắc. Trận đánh Bắc Phạt, đánh tròn 2 năm. Nửa năm đầu, sau khi đánh chiếm Hoàng Đình xong, Lý Dung và Thượng quan Nhã quay về trước. Trở lại không lâu, Tô Dung Hoa đã tới Thượng quan Thị cầu thân. Tuy Tô Thị không còn vinh quang như xưa nhưng hôn lễ vẫn náo động triều đình như trước. Đêm thành thân, Thượng quan Nhã bỏ quạt ngẩng cao đầu, nhìn thanh niên trước mặt nhiều năm như vậy, ta cho là chàng sẽ không trở lại nữa. Vốn là không muốn trở về, Tô Dung Hoa cười, nhưng thấy Thượng quan Tiểu Thư chờ ta nên không dám phụ tâm ý của Tiểu Thư nói bậy nói bạ thượng quan nhã phì cười ta bận bề công vụ không lòng dạ nào để ý chuyện gái trai chàng nói đi trước kia không đến bây giờ mới đến có phải là vừa ý thân phận thừa tướng của ta không nghe nàng nói vậy tô dung hoa không nhịn được bật cười hắn như người dựa vào mép giường gật đầu nói đúng 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 ta vừa ý thân phận cao quý của ngài nên đặc biệt tới trèo cao đây thượng quan nhã nghe hắn đùa cợt hư lạnh một tiếng nhưng đầu sang chỗ khác. Tô Dung Hoa không nói lời nào, hẳn lặng lặng nhìn nàng ấy, nhìn thật lâu. Vốn là tính, trưởng công chúa Điện Hạ làm suy yếu thế tộc, Tô Thị đã từng ngỗ ngược, coi như là lui về ở một phương e là cũng khó an lòng Điện Hạ, liên hôn của hai nhà chúng ta sợ là sẽ thêm phiền toái cho nàng. Thượng quan nhã nghe, không nói gì, Tô Dung Hoa cúi đầu, nhưng nghe nói nàng đi phương Bắc, nghĩ đến có một ngày, có lẽ nàng sẽ chết ở nơi ta không thể nào thấy được, Ta bỗng cảm thấy, hãy để ta ích kỷ một chút, cho nàng thêm chút phiền toái đi. Mong rằng phu nhân, Tô Dung Hoa đứng trước người thượng quan nhã, ngẩng đầu lên, chớ phiền lòng. Sẽ không đâu, giọng thượng quan nhã dịu dàng, chàng không biết, điện hạ là người thế nào. Người thế nào? Ngài ấy không phải quân chủ trước kia, thứ ngài ấy ôm trong lòng là thiên hạ, không phải mưu kế ứng biến. Có chàng đấy, thượng quan nhã nâng tay Khẽ khàng đặt lên mặt Tô Dung Hoa, chỉ cần chàng thích ta, chúng ta có thể mãi ở bên nhau. Có lẽ bây giờ không phải là thời đại tốt nhất. Nó vẫn còn rất nhiều tệ nạn khiến người ta phải lên án. Nhưng, nó giống như một công tắc điện, có người dùng máu tươi và cả đời, gắng sức ấn xuống nút lịch sử này. Vì vận mệnh, vì tự do, vì tôn nghiêm, thúc đẩy lịch sử phải đi về phía trước. Năm Đức Húc thứ 14 quần thần tranh luận không ngừng nghỉ vì vấn đề người kế vị, yêu cầu nếu Lý Xuyên không định thành hôn thì phải nhận một con cháu hoàng thất để làm người kế vị. Lý Dung tìm Lý Xuyên nói chuyện, sau một đêm nói chuyện, cuối cùng cũng quyết định kết quả. Hiền văn đế Lý Xuyên vắng mặt lâm chiều 14 năm thoái vị vì bệnh, truyền ngôi cho trưởng công chúa Lý Dung. Lý Dung trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử đại hạ, đổi niên hiệu mới, bổ nhiệm công chúa Lý Hy làm người kế vị. Lý Hy sống ở triều đình, mặc dù lúc này mới gần 14 tuổi nhưng đã theo Lý Dung nhiều năm trong triều đình. Đối với kết quả này, triều thần cũng không bất ngờ, chẳng qua là nhân lúc không có ai vẫn khuyên can Lý Dung, Điện Hạ lên ngôi, là hy vọng của tất cả mọi người đều hướng đến, nhưng công chúa Điện Hạ làm người kế vị thì e là không ổn. Lý Dung nghe thấy lời này, cúi đầu không nói gì. Hai tháng sau, Lý Dung nghe được những quan viên không đồng ý Lý Hy trở thành người kế vị cũng đã sửa miệng đến nỗi sửa miệng như thế nào, nàng cũng không hỏi Lý Hy. Bùi Văn Tuyên nói chuyện này với nàng, vẫn có phần lo lắng, nàng để Hy Nhi trở thành người kế vị vẫn có phần quá liều lĩnh. Vậy phải xem chính chàng rồi. Lý Dung cười, chàng cho là không cho con bé trở thành người kế vị thì sẽ không phải liều lĩnh ư. Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói, nhất thời ngẩn người. Những năm này, Lý Dung đoán lòng người càng ngày càng chính xác, hắn hơi không nắm chắc sau khi quyết định lý hy làm người kế vị lý dung cử hành lễ sắc phong đại điện cho cô bé ngày sắc phong đại điện lý dung nhận được một phần lễ vật từ phương xa gửi tới lễ vật là do tô dung hoa cho người đưa vào không đưa tên người gửi cũng không rõ là cái gì lý dung mở hộp ra nhìn thấy bên trong là một quyển sách và có cả một bức vẽ đây là bản đồ thủy vực phương nam cùng với ghi chép phương án xử lý và sửa sang lại đường sông còn có một phần là kiến nghị xử lý lũ lụt phương nam và bản vẽ công trình thi công nội dung vô cùng tường tận hẳn là có người dốc hết tâm huyết hơn nửa đời để viết lý dung nhìn bút tích quen thuộc phía trên thật lâu sau nàng khẽ cười khép bản đồ lại buổi tối hôm đó lý dung và bùi văn tuyên nằm trên giường nàng khẽ nói vì sao lúc trước chàng bỏ qua cho hắn thứ nhất là cảm thấy đáng tiếc hai là bùi văn tuyên đưa tay gối đầu cười khẽ nếu lúc đó hắn chết chẳng phải là nàng sẽ nhớ hắn cả đời sao ta rất chấp vặt bùi văn tuyên nghiêng đầu nhìn nàng một chỗ nhỏ xíu cũng không muốn để lại cho hắn lý dung nghe hắn nói bèn cười lên ta biết suy nghĩ của chàng hôm nay ngự sử đài làm trái ý ta có phải do chàng giật dây hay không bùi văn tuyên nghe vậy lập tức cứng người vội vàng xoay người đưa lưng về phía nàng đêm đã khuya không nên suy nghĩ nhiều mau ngủ đi ta nói này bùi văn tuyên lý dung thấy thái độ này của hắn đột nhiên phản ứng kịp có phải chàng lấy được ta cũng không biết quý trọng hay không bệ hạ bùi văn tuyên nhanh chóng xoay người nhắc nhở nàng ngày mai còn phải lên chiều sớm mệt lắm mau ngủ thôi không được lý dung cảm thấy mình gặp phải chuyện cực lớn chàng nói rõ ràng cho ta nhóm người ngự sử đài hôm nay có phải do chàng sai khiến hay không tại sao chàng muốn đối nghịch với ta bùi văn tuyên không phải chàng không nghĩ tới đó chứ? Bà cô à, Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung tâm huyết dâng chào trách móc cũng sắp khóc thét, ngự sử đài không có quan hệ gì với ta, nàng mau ngủ đi. Hai người ầm ĩ vào đêm khiến Lý Hy và Thanh Vận vốn chạy tới tìm hai người đứng ở cửa. Một lúc lâu sau, Lý Hy quả quyết kéo đệ đệ xoay người, hôm khác tới đi, bọn họ đã ngủ rồi. Bùi Thanh Vận nghe lời Lý Hy, nhíu mày tỉ, đệ nghe thấy bọn họ cãi nhau ở bên trong, có khi nào bọn họ hòa ly không sẽ không đâu lý hy rất bình tĩnh bọn họ làm thế này là đang bồi dưỡng tình cảm lý hy hiểu rất rõ vụ mẫu của mình bọn họ thường xuyên cãi cọ như vậy cãi xong rồi lại ôm nhau cô bé đã quen bùi thanh vận vẫn chưa yên tâm chờ đến ngày hôm sau bãi chiều lại đi tìm hai người kết quả bé vừa qua đã thấy một cuốn sách từ trong phòng bay thẳng ra lý dung ở bên trong mắng mỏ cốt cốt ra ngoài hôm nay chàng không cho ta thể diện như vậy thì khỏi sống với nhau nữa đi. Nàng nói chuyện thì cứ nói, Bùi Văn Tuyên che mặt lui ra ngoài, động tay gì chứ? Để người ta nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Cút! Lý Dung đóng cửa dầm một tiếng, đã bàn xong rồi, mỗi người có quyền thế hết rồi thì hòa ly đi, giờ ta viết thư hòa ly, như ý chàng muốn. Bùi Văn Tuyên nghe, đang muốn nói lại thì đột nhiên ý thức được bên cạnh mình có người hắn nghiêng đầu sang thì thấy bùi thanh vận đang ngơ ngác nhìn hắn bùi văn tuyên nhất thời lúng túng thẳng người ho nhẹ một tiếng thanh vận à con hắn vẫn chưa nói xong bùi thanh vận đã quay đầu chạy đi bùi văn tuyên cứng đờ người hắn nhìn lý dung đứng ở cửa muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không nói ra nổi bực quá mất mặt quá hắn kìm nén lúc lâu rồi phất tay áo xoay người rồi tới thư phòng mình thư phòng của hắn vừa vẫn có thể thấy chiếc cửa sổ của Lý Dung, hắn đã thấy Lý Dung viết thoăn thoát bên trong. Bùi Thanh Vận chạy chậm tới thẳng phòng Lý Hy, vội vàng kéo cô bé tỷ, không xong rồi. Tỉ mau đi xem chút đi, phụ mẫu muốn hòa ly, bọn họ không cần chúng ta nữa. Lý Hy cực kỳ bình tĩnh nhưng vẫn bị Bùi Thanh Vận kéo ra ngoài. Cô bé vừa đi, vừa không hề quan tâm, nói, bình tĩnh chút, đi chậm chút, đừng hoảng hốt hai đứa bé đi nhanh tới ngự thư phòng, Bùi Văn Tuyên ở trong phòng, đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn đứng lên, đến trước cửa phòng Lý Dung, gõ một tiếng. Lý Dung không nói lời nào, Bùi Văn Tuyên lại gõ tiếp. Lý Dung bị hắn làm ầm ĩ đến phát phiền, đột ngột mở cửa còn chuyện gì. À, Bùi Văn Tuyên ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi gượng gạo nói, thì là, ta nghĩ, con cũng lớn vậy rồi. Hay là thôi đừng viết thư hòa ly nữa, nhịn chút nhé. Nói xong, Bùi Văn Tuyên miễn cưỡng cười lên, nếu không, con sẽ đau lòng biết bao. Chàng nói đúng, Lý Dung sụ mặt, suy nghĩ cho con, vẫn phải nhịn một chút. Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, hắn không nhịn được mà cười lên. Cứ cảm thấy cô nương trước mặt này, dù là bao nhiêu tuổi vẫn giống như một đứa bé. Hắn cúi đầu nhìn nàng, không kiềm lòng được mà kéo nàng vào trong ngực, vậy tối nay ta có thể ngủ trên giường được không? lý dung nghiêng đầu mặc kệ hắn bùi văn tuyên lại cúi đầu hôn nàng một cái đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bùi thanh vận hô to một tiếng a à. bùi văn tuyên giật mình thả tay xuống hai người vội vàng tách ra cố tỏ vẻ bình tĩnh bình thường rồi mới quay đầu nhìn về phía hai đứa bé đứng ở cửa lý Hy công tính hành lễ nhị thần và thanh vận rảnh rỗi nên đến đây làm phiền đến phụ thân mẫu thân con xin lỗi Nhị thần mang thanh vận lui xuống trước ạ. À? Nói xong, Lý Hy lập tức kéo bùi thanh vận đang ngơ ngác đi. Hai đứa bé ra khỏi cung điện, bùi thanh vận mới phản ứng được, chuyện đó, bọn họ vẫn hòa ly ạ. À? Hòa ly, Lý Hy cười diễu một tiếng, từ lúc tỷ sinh ra, bọn họ viết bao nhiêu thư hòa ly rồi. Yên tâm đi, bọn họ không tách nhau ra được đâu. Hai bọn họ cứ như vậy, để cho bọn họ hai kiếp, ba kiếp, đời đời kiếp kiếp bọn họ cũng không tách nổi có tình yêu vượt núi qua sông có tình yêu vượt qua thời gian mà có tình yêu vượt qua sinh mạng và tín ngưỡng trải qua muôn vàn thử thách vĩnh viễn không tách rời phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn